chương 41, trà đạo mở rộng. TAKI cung. Kashiwa Eri. Theo hai cái danh tự, Hạ Vũ sử dụng tốt tìm tòi, ngay lập tức sẽ ra được blog cùng Twitter. TAKI cung blog, lấy nào đó khoảng rạch trò chơi CJ đồ vì One Paper, một cái mỹ thực Hirofumi ở anime, trò chơi bình trắc cùng tin tức bên trong phi thường chói mắt. Điểm đi vào qua loa xem lướt qua một lần, Hạ Vũ ngạc nhiên. Ẩm thực không phải then chốt, cái tên này đối với tiệm nhỏ nước trà rất là tôn sùng dáng vẻ đóng kín mặt giấy, chuyển tới Twitter, tra tìm Kashiwa Eri cái này người sử dụng. Cùng tràn đầy văn tự blog không giống, Kashiwa Eri Twitter, đều là chút làm tim người ta đập nhanh hơn da tóc làm trái quy tắc hình ảnh. Mỹ thực đẩy văn trước một cái, là một tấm còn chưa tô màu nữ tính đồng nhân nhân vật bản thảo đồ. 18. Tấm nữ họa sĩ Lão tài xế mang mang ta A à. Hạ vũ cuối cùng phát hiện kia cổ cảm giác quen thuộc là xảy ra chuyện gì? Kashiwa Eri cái này bút danh, xuất từ Sane Heroino Sodateka hắn cảm thấy này chỉ sợ không phải trùng hợp ở suy đoán trên trụ cột hạ vũ đối với kashiwa eri mỹ thực đẩy văn càng tò mò điểm mở nhìn kỹ lại là trà nữ họa sĩ đẩy văn rất ít đề cập món chính chỉ là mang vào hình ảnh hơi chút lời bình một chữ quý như vàng nhưng mà đối với tiệm nhỏ nước trà nữ họa sĩ dùng rất nhiều văn tự ca ngợi totosuki làng du lịch đều không có phẩm chất cao nước trà hạ vũ nhìn dở khóc dở cười trà này nước hắn từ nhỏ uống được đại bởi vì không uống qua bên ngoài trà hạ vũ cũng không tiện đánh giá bất quá chính mình nước trà thần kỳ hắn là tán đồng lá trà phẩm chất coi như không tệ là lão đầu dặn dò hắn đi cố định tiệm cũ phô vào mua về còn lại không nhiều lắm nhưng mà lá trà cùng pha trà người tài nghệ đều không phải then chốt trọng điểm ở nước chất lên tối hôm qua pha trà lúc một tiểu nguyệt liền hỏi qua hắn vì sao không cần dùng để uống cấp bậc nước vòi ở hạ vũ trong tiềm thức kia miệng lão cổ động trong vải nước nước chính là sơn tuyền phẩm chất dùng để pha trà không thể thích hợp hơn đúng rồi, viên đá kia. Đem điện thoại di động nhét vào túi, hạ vũ thịt thịt đạp bay chạy xuống lâu, đi tới nhà bếp, đưa tay liền hướng u lạnh vải nước mò vào đi, móc sờ mó, lấy ra viên kia ẩm ướt trơn trượt màu đen trứng gà thạch. Hạ thị quán ăn, không thể tưởng sự kiện một trong, chính là viên này tảng đá. Gần đoạn thời gian chăm chú ở trù nghệ lên, hạ vũ kém chút đem viên này tảng đá quên lãng. Lão đầu đi rồi, tảng đá vẫn còn, hắn hoàn toàn có thể yên tâm to gan đi nghiên cứu. Hệ thống, giám định nó, Ken, chưa biết cụ, phân tích hàng mẫu thành lập bên trong, dự tính tiêu hao lúc trường 30 ngày. Trụ thần hệ thống trả lời, để hạ vũ há hốc mồm. Chỉ là phân tích liền muốn 30 ngày. Chờ chút. Hạ vũ nín thở, hệ thống, ngươi nói này trứng gà thạch, là nhà bếp đạo cụ. Đúng thế. Bước đầu phân tích, bản hệ thống suy đoán viên này tảng đá có lọc sạch nước chất hiệu quả, đồng thời ở lọc sạch trong quá trình, sản sinh các loại lượng nhỏ khoáng vật nguyên tố. Cuối cùng phân tích kết quả xin mời ký chủ tỉnh tâm chờ đợi được đến hệ thống trả lời hạ vũ vừa hưng phấn lại thấp thỏm hưng phấn chính là đây chính là trù thần hệ thống cũng tạm thời giám định không ra nhà bếp đạo cụ mà thấp thỏm địa phương ở chỗ như thế một khối trứng gà thạch thế nhưng có thể lọc sạch nước chất căn bản không khoa học được rồi hạ vũ nghĩ đến chính mình phụ thể trùng sinh cùng trù thần hệ thống hắn phát hiện mình mới là nhất không khoa học tồn tại nhưng sau đó cả người lập tức bình tĩnh đồ làm bếp sao hạ vũ trầm ngâm Trung Hoa tiểu đương gia có trong truyền thuyết đồ làm bếp. Torico, có đủ loại khó mà tin nổi thợ săn ẩm thực. Đây cũng không phải là phổ thông thế giới. Hắn có thể xác định chính là, loại kia bản lĩnh cao cường thợ săn ẩm thực không tồn tại, nhưng tạm thời không cách nào phủ nhận truyền thuyết đồ làm bếp tồn tại. Không có manh mối, Hạ Vũ đem trứng gà thạch thả lại vải nước, đồng thời đi sân nhỏ, mở nước giếng nắp đậy, nói ra hai thùng nước giếng về nhà bếp, đem vải nước đổ đầy. Kiểu của Nhật Bản nhà dân thông thường có giếng nước, ngày thường miệng giếng biết thêm nắp đậy, nếu là phát sinh động đất, hệ thống ống nước gãy vỡ, như vậy giếng nước liền có thể bảo đảm sinh hoạt dùng nước ổn định. Bất quá năm gần đây theo Tokyo nhân khẩu vụ nổ lớn, kiểu cũ nhà dân rất hiếm thấy, hoặc là chung cư, hoặc là tinh giản hiện đại ở lại trạch. Nhìn kỹ tràn đầy một vài nước giếng, Hạ Vũ âm thầm gật đầu. Sau đó không lâu nước giếng liền biết sản sinh biến chất. Nước không chỉ có là sinh mệnh chi nguồn, cũng là ẩm thực chi nguồn. Nếu là cái khác đầu bếp hướng hắn phát ra Sokuge kiêu chiến, hắn ở nguồn cội cũng đã chiếm cứ ưu thế đứng ở trong phòng bếp, lực chú ý quay lại thu hoạch một số lớn danh vọng trị lên, hạ vũ trù trừ, không biết nên như thế nào hữu hiệu sử dụng này bút tiền của phi nghĩa. Tất cả dùng tới mua trù thần không gian thời gian sử dụng, không khỏi quá lãng phí. Hắn nhớ tới, một tấm màu xanh lam công thức nấu ăn đều giá là 500 điểm danh vọng, màu xanh lam vĩnh cửu đồ làm bếp cùng màu xanh lam mở rộng sách skill đều giá 1.000 điểm. Đúng rồi. Hạ vũ đập vỗ tráng. Hai cái ACG vòng tròn nổi danh nhân vật, đối với trong tiệm trà, đều đại thêm ca ngợi, đây chẳng phải là nói hắn có thể hướng phương diện này nhiều phát triển một nhà tốt phòng ăn chỉ có món chính là không đủ hắn không phải lão đầu loại kia cũ kỹ tính cách thời đại mới mà chung quy phải đuổi tới thời đại mới được tóm lại tiệm nhỏ ở trong tay hắn tuyệt đối không thể giống như trước dáng dấp kia thô bạo đối xử khách mời phục vụ tối thượng pha trà cùng pha cà phê tài nghệ cũng có thể mở rộng bất quá cân nhắc đến tiệm nhỏ chủ doanh trung hoa ẩm thực cà phê coi như xong vẫn là trà so sánh cổ điển cùng phòng ăn bầu không khí so sánh đát hơn nữa, từ nhỏ bị lão đầu điều giáo, Hạ Vũ cũng có nhất định trà đạo cơ sở, hướng phương diện này mở rộng hợp tình hợp lý. Triệu Hoán Thương Thành, ánh mắt bị rực rỡ môn màu đạo cụ đầy rẫy, Hạ Vũ nuốt nước miếng, nói, hệ thống, cho ta sàng lọc ra có thể mua sắm trà nghệ mở rộng sách skill. Trụ thần Thương Thành đạo cụ, trải qua sàng lọc, chỉ còn dư lại ba bản cổ điển thư tịch. Thứ nhất bản màu xanh lam, trung cấp trà đạo, nghìn điểm danh vọng trị. Cuốn thứ hai màu tím, cao cấp trà đạo, 10.000 điểm. Cuốn thứ ba màu vàng, thần cấp trà đạo, 100.000 điểm. Thật là đắt. Hạ Vũ khuôn mặt co giật, trong lòng dao động. Trung cấp trà đạo sách skill 1.000 điểm, có thể tiếp thu, có thể sau khi cao cấp, thần cấp trà đạo, giá cả hù chết người. Ký chủ bản thân đã thông qua sinh hoạt tích lũy, kích hoạt sơ cấp trà đạo, hiện tại chỉ cần trực tiếp mua sắm trung cấp trà đạo học tập liền có thể. Trụ thần hệ thống đột nhiên nói, bản hệ thống kiến nghị ký chủ mở rộng trà đạo. Tính toán khách mời quay đầu lại suất tăng cường 50% trở lên mua mua mua. Hạ Vũ khẽ cắn răng, Hạ quyết tâm. Ăn uống giới, cái nào người kinh doanh không muốn đem khách mời lưu lại. Tuyên truyền quảng cáo cuối cùng chỉ là nhất thời, nếu không thể đem khách mời lưu lại, nhiệt độ qua, quán ăn tuy rằng không đến nổi trở lại trước đây quảng cua ẻ trạng thái, nhưng phát triển được giới hạn là khẳng định. Hoặc là không làm, hoặc là liền làm đến tốt nhất. Hạ Vũ đối với quán ăn kỳ vọng, không chỉ có riêng là ở 11 khu nổi danh mà thôi, tương lai còn muốn hấp dẫn trong phạm vi toàn thế giới Mỹ thực gia, đạt được thế giới phạm vi khen ngợi. Đây mới là một cửa hàng trường kim chức nghiệp đầu bếp mơ ước A. À. Hệ thống, mua sắm thành công. Ngươi mất đi một nghìn điểm danh vọng trị. Cục ai tắm xuất hiện một bản cổ điển màu xanh lam sách skill, hạ vũ mò vào đi, điểm sử dụng, nhất thời cảm thấy trong đầu bị nhét vào một luồng lớn tin tức lưu. Nhắm mắt lại. Qua 10 phút, hạ vũ lại mở mắt ra, lập tức lấy nước chứa đầy một cái nước nóng ấm, gác ở bếp gas lên. Không lâu, nhà bếp cả phòng trà hương, ở bên ngoài quét tước an nhã cùng một tiểu nguyệt đuổi theo mùi đứng ở cửa phòng bếp kinh ngạc nhìn đến đang ở bệ bếp trước vẻ mặt thành thật pha trà thiếu niên bóng lưng của hắn cho hai người một loại kỳ quái ý nhị giống như cùng chuyên chú vào trà nghệ đại gia cổ điển tao nhã chương 42, kỳ thi chuyển cấp diễn thử mùi vị xác thực không giống uống chính mình vừa phao đi ra trà nóng mùi vị xác thực tăng lên mà không phải một chút cùng ụt bụng rỗng uống trà đối với thân thể có thể không được hạ vũ sờ sờ cái bụng liên tục suýt ẩm vài hớp nước trà tinh tế thưởng thức qua sau không nở đặt chén trà xuống ánh mắt lấp lánh trà đạo chính là phẩm thưởng trà vẻ đẹp chi đạo đây là một loại sinh hoạt nghệ thuật sinh hoạt lễ nghi cũng là một loại tu thân phương thức sống sớm nhất mà hoàn thiện trà đạo ra đời đường lục vũ sáng chế ráng trà trà đạo trước đây hạ vũ cảm thấy trà đạo kia một bộ đều là hư cái giá phức tạp nghi thức chỉ là vì thưởng thức hai năm qua kinh lão đầu tự thân dạy dỗ quan niệm đã có thay đổi nghiêm cẩn trà nghệ liền cùng trù nghệ một cái đạo lý gia đình bình thường cũng sẽ nấu nướng xào rau cũng sẽ pha trà nhưng là so sánh nghề nghiệp hóa loại kia nấu nướng cùng trà nghệ liền muốn tùy tính tự do rất nhiều bất kỳ tài nghệ tăng lên tới nghề nghiệp phương diện đều phải biến đổi đến mức chăm chú nghiêm cẩn cẩn thận tỉ mỉ vừa nãy hạ vũ tiêu hóa trong đầu thêm ra đến trà đạo tri thức giống hệt trải qua nhiều năm trà đạo huấn luyện người hầu trà đem chính mình hầm trà thưởng thức qua sau âm thầm giơ ngón tay cái lên có liêu này một ngàn điểm danh vọng xài đáng giá. Vài hớp trà nóng vào bụng, nguyên bản còn có chút khốn đốn đầu, nhất thời tỉnh táo. Trà hay là muốn phối hợp điểm tâm A. Hạ vũ nện ba miệng, đói bụng, múc nước dự định chính mình làm bữa sáng, nhân tiện cũng đem an nhã cùng một tiểu nguyệt kia một phần tính đi vào. Đùng. Đùng. Sau lưng có người tại gõ cửa phòng bếp. Làm gì A? Hạ vũ lưng đối với cửa ở bệ bếp bận rộn, tức giận trả lời. Quỷ dị trầm mặt còn tưởng rằng là nữ hán tử một tiểu nguyệt, không nghe hồi âm, hạ vũ một mặt đem lục nóng nước, rót vào giả bộ bột mì chậu đồng bên trong, một mặt trở về liếc đi, nhưng sau đó ngớ ngẩn. Nơi cửa, không phải an nhã, cũng không phải một tiểu nguyệt, mà là một cái dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Morita Maki ngày hôm nay dường như cố ý trang điểm qua, trên người là áo sơ mi màu trắng, phía dưới là màu đen váy ngắn, trên chân là song màu nâu chế phục dày, màu đen bông chất vớ bao trùm đến cẳng chân. Tràn đầy thanh xuân hơi thở nàng hiển nhiên rất hiểu chiếm được mình khí chất ưu điểm ở nơi nào, hoặc có lẽ bởi vì từ nhỏ hỗ trợ trong nhà xử lý bánh ngọt nhà, Morita Makisa so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, ống tay áo áo sơ mi trắng không chỉ có sấn ra nàng phát dục rất tốt thiếu nữ đường cong, còn đem này của thành thục cùng dịu dàng lộ ra. Nếu như hạ thân không phải váy ngắn, mà là nữ sĩ âu phục quần dài, nàng chính là mỹ lệ công sở nữ tính. Hạ vũ hai mắt sáng ngời, trong lòng huyết sáo. Không thể không nói Morita Maki này bộ dạng trang điểm rất phù hợp hắn khẩu vị đến đây như thế nào không lên tiếng xoa nắng bột nhào hạ vũ buồn cười nói chi ngươi chi cái len sợi hạ vũ cảm thấy đau bi vì thế dừng lại chỉ chỉ chậu đồng dặm rưỡi thành hình bột nhào vò mì liền giao cho ngươi bánh ngọt đại sư không thành vấn đề ngày hôm nay morita maki trở nên đẹp đẽ nàng hiển nhiên đối với quán ăn nhà bếp rất quen thuộc kéo lên áo sơ mi trắng tay áo cẩn thận rửa sạch trắng nõn thon dài hai tay đứng ở hạ vũ bên cạnh chuyên gia vừa ra tay đã biết có hay không nhìn thấy Morita Maki vào mì kỹ xảo, Hạ Vũ âm thầm gật đầu. Kiến thức cơ bản rất tốt, tuy rằng hiện đại bánh ngọt, có thật nhiều cơ khí thay thế thủ công, nhưng là làm vì đầu bếp, không thể quá mức ỷ lại cơ khí, nên luyện kiến thức cơ bản hay là muốn dựa vào luyện tập đi tích lũy. Morita Maki xác thực như nàng từng nói, từ đầu đến cuối không có buông tha tài nấu nướng của chính mình, những năm này vẫn ở tích lũy, tiến bộ, chờ đợi lột xác. Giống như nàng am hiểu nhất Nhật Bản truyền thống điểm tâm đi. Hạ Vũ nâng cầm nghĩ morita thì bánh ngọt nhà cũng coi như là cửa hiệu lâu đời sẽ không nói ông chủ morita đại thúc tay nghề căn cứ thân thể ký ức morita maki làm tay akia sakura mochi doreki bánh mochi dango đều rất tốt đại khái có thể dùng thông minh khéo léo hình dung nàng bất quá bánh ngọt chỉ là sở trường phương hướng morita maki đã từng tham gia totosuki khối trung đẳng nhập giáo chọn lựa am hiểu khẳng định không chỉ là điểm tâm ở morita maki vào mì lúc hạ vũ cũng không có nhàn rỗi từ tủ ướp lạnh lấy ra một khối tiên thịt heo, chọc lấy dao bếp, bang 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 bang, cắt khối lại băm, thẳng đến biến thành thịt nát mới thu tay lại. Sau đó chính là thịt muối, gia nhập muối, nước tương, vị tinh cùng dầu vừng quấy đều. Trong này có thể thả hành cùng gừng phao đi ra nước, cùng nhau quấy, cũng có thể đem gừng hành băm trà trộn vào đi quấy, hạ vũ áp dụng hai người hỗn hợp, thêm gừng hành nước, lại thêm một điểm hành chưa quấy. Morita Maki đã đem một nhào nhào tốt, lùi tới bên cạnh, ánh mắt lóe sáng ngưng mắt nhìn bận rộn hắn, là làm bánh hấp nhỏ sao? Đúng. Hạ Vũ nhận thầu phía dưới công tác, mặt cắt, can mì, dùng da mặt bao nhân bánh, bất quá một hồi, bệ bếp ba tầng lồng hấp liền trang bị đầy đủ bánh hấp nhỏ. Đem lồng hấp gác ở lò bếp nồi hấp lên, châm lửa. Vù. Màu u lam ngọn lửa nở rộ. Hạ Vũ tiêu sái rửa tay, mới nhìn chăm chú chờ đợi ở bên cạnh thiếu nữ. Còn nhớ ta tối hôm qua lời nói chứ? Ngươi thật phải giúp ta. Morita Maki hơi hơi há mồm, chần chờ nói, nhưng là, Suki khối cao đẳng kỳ thi chuyển cấp, so với khối trung đẳng nhập giáo chọn lựa khốn khó quá nhiều, 100 thí sinh bên trong, chỉ sợ chỉ có một hai cái thông qua. Totosuki khối cao đẳng học sinh, cơ bản đều là từ khối trung đẳng trực thăng, ở tốt nghiệp trước, đám này khối trung đẳng học sinh liền trải qua sàng lọc, mặc dù là nội bộ trực thăng sát hạch, cũng chưa chắc đơn giản. Bánh hấp nhỏ hấp chính còn cần thời gian, mặc đối với thiếu nữ nghi vấn, Hạ Vũ cũng không có giải đáp, chỉ là xoay người từ dự trữ nguyên liệu nấu ăn địa phương, lấy ra một hộp trùng vào giữ tươi màng trứng gà sống dùng trứng gà làm ẩm thực bất kể là điểm tâm cái gì cũng có thể làm được ta hài lòng mới thôi đem một hộp trứng gà nhét vào thiếu nữ trong tay hạ vũ nói như thế trứng gà ẩm thực morita maki méo mó đầu ngón tay điểm ở hồng hào môi dưới trong lúc nhất thời không có tìm hiểu được hạ vũ ý tứ làm trứng gà ẩm thực đạt được hắn tán thành sau đó thì sao thiếu nữ cũng không biết hạ vũ nhưng thật ra là làm cho nàng cầm chuẩn bị trước kỳ thi chuyển lớp nói cách khác chính là kiểm tra diễn thử cùng làm nóng người. Đối đầu Hạ Vũ bình tĩnh ánh mắt, Morita Maki hơi làm suy tư liền gật đầu, có thể nha, A Vũ. Tuy rằng tạm thời không biết ngươi là ý tưởng gì, nhưng ngươi nói muốn giúp ta, liền nhất định là tại giúp ta. Nói đi nói lại, từ lần trước khi rất Totosuki chọn lựa, ngươi đã muốn hai năm không có hưởng qua tay nghề của ta, lần này liền để ngươi nhìn ta một chút tiến bộ. Ta nói không có từ bỏ liền không có từ bỏ. Morita Maki đột nhiên trở nên chăm chú. Hạ Vũ yên lặng lùi tới cửa phòng bếp, yên tĩnh nhìn chăm chú cúi đầu suy nghĩ Morita Maki, trong lòng rất là tò mò, nàng sẽ dùng trứng gà, làm ra cái gì ẩm thực đây? Bất kể là kiểu Tây, kiểu Nhật vẫn là kiểu Trung Quốc, trứng gà đều là nhất cơ bản nhất nguyên liệu nấu ăn. Bánh ngọt Khả năng này Morita, tối cao, dù sao cũng là sở trường, hơn nữa trứng gà có thể làm ra rất nhiều mỹ vị ngon miệng điểm tâm. Nếu như dựa theo bình thường nội dung vở kịch đi tiếp, cuối tháng 3 Totosuki khối cao đẳng chuyển lớp trường thi lên, Nakiri Erina liền biết cầm một quả trứng, dọa chạy ngoại trừ Yukiri Asuma bên ngoài sở hữu thí sinh. Hắn hy vọng trợ giúp Morita Maki xuất hiện ở cái kia trường thi lên, đồng thời thành công thông qua sát hạch. Cái này cũng là một loại phương thức khác bồi thường, cũng có thể nói là thay tiền thân trả nợ. Không thể đối kháng kết thúc đoạn kia tình yêu, đem khỏe mạnh một cái muội chỉ làm phơi lâu như vậy, hạ vũ tự hỏi không làm được không thẹn với lương tâm. Chương 43, trái tim của đầu bếp xâm lược tính. 10 phút, làm lồng hấp bốc lên cuồn cuộn màu trắng hơi nước thời điểm morita maki cũng đem tác phẩm của mình dâng lên bể bếp chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạng đầy đủ đừng xem hạ thị tiệm nhỏ nhà bếp chật hẹp nên có lò nướng vẫn phải có morita maki mở ra lò nướng một loại khác cùng trung hoa ẩm thực hoàn toàn không giống bánh ngọt mùi thơm ngát hung hăng tuôn ra nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ gian nhà xin mời dùng từ bánh ngọt khuôn đúc lấy ra mấy cái nướng đến vàng ống bánh trứng chỉnh tề đặt tại trắng tinh trên mâm morita maki ý cười dịu dàng làm cái xin mời dùng thủ thế. An Nhã cùng một tiểu nguyệt cũng bị này cổ hương vị dẫn tới nhà bếp. Ô, ta bánh bích quy. Một tiểu nguyệt định thần nhìn lại bánh trứng tầng ngoài đen thùi lùi bánh bích quy khối, nhất thời nhô lên hai gò má, một bộ ta rất không vui biểu tình. Ở đem khuôn đúc khay bỏ vào lò nướng trước, Morita Maki cố ý tìm một tiểu nguyệt muốn một túi sô cô la bánh bích quy, đó là một tiểu nguyệt bên người mang theo ở túi sách nhỏ bên trong đồ ăn vặt. Phỏng chừng Morita Maki vào cửa hàng thời điểm, nhìn thấy ở xó xỉnh biến nhắc ăn vụng một tiểu nguyệt bánh trứng sao? Hạ Vũ không có gì phủ nhận, cũng sẽ không bởi vì này nói bánh ngọt đơn giản cùng thường thấy, liền dễ dàng trào cười cái gì. Cầm lên một khối. Bởi vì mới ra lô, màu vàng ống bánh trứng vẫn cứ rất nóng. Tầng ngoài là có chút sốt cứng rắn da, dầu mỡ rất ít. Cháy đen sắc sô cô la bánh bít quy khối, chằng chịt chiếu vào bánh ngọt lên, đồng thời không coi là bao nhiêu tinh xảo. Morita Maki một đôi mong đợi mắt to, liền vững vàng đặt ở trên người hắn. Nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, Đầu tiên là trứng gà đặc hương, theo nghiền ngẫm, bánh ngọt bên trong vị ngọt bị phân giải tràn ngập khoang miệng, mà sau đó, sô cô la bánh bích quy khối một chút cay đắng, càng làm này chút vị ngọt đè xuống, để mùi vị không đến nỗi quá ngấy. Chậm rãi đem một khối bánh trứng ăn xong, Hạ Vũ ở trong lòng hỏi hệ thống. Chấm điểm bao nhiêu? 50 phân. Hệ thống máy móc trả lời. Hạ Vũ không có thất vọng, tương phản, còn có loại ngoài ý muốn kinh ngạc. Hắn nhà bếp cũng không phải là chuyên nghiệp bánh ngọt nhà nhà bếp rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng sấy khô công cụ đều không đồng đều, nhưng là liền ở đây loại bất lợi trong hoàn cảnh. Morita Maki tiện tay làm ra, một đạo tương đối truyền thống bánh trứng, thế nhưng có thể ở hệ thống nơi đó, bắt được 50 điểm cao. 60 phân hợp lệ, chính là tiêu chuẩn Totosuki khối cao đẳng học sinh trình độ, nếu như có thể đưa cái này ẩm thực phân số ổn định lại, ít nhất là không cần lo lắng treo khoa nghỉ học. 70 phân, có tư cách để Totosuki tổng soái vạt áo nứt toát. Như ổn định ở trình độ này tuyến, liền có thể ở Totosuki khối cao đẳng đỉnh cấp. 90 phân, cái này phân số ẩm thực, mặc dù không phát sáng, cũng có đủ tất sát, sát chiêu phẩm chất. Morita Maki nội tình, so với hắn dày đến nhiều. Nhớ lúc đầu vừa mới thí nghiệm ma huyễn đậu hũ ma bà lúc, một đống 10 phân cùng hàng đơn vị phân số hắc lịch sử, hạ vũ liền âm thầm thẹn thùng. Loại kia hắc ám ẩm thực đút cho heo cũng không ăn đi. Thế nào? Không biết hạ vũ tâm lý hoạt động thiếu nữ, thấy hắn trầm mặt, không khỏi lấy dũng khí hỏi. Bình thường thôi. Hạ Vũ trả lời, để Morita Maki ánh mắt buồn bã. Nếu như cho ngươi càng điều kiện tốt, ngươi có thể làm được càng tốt sao? Hạ Vũ ngay sau đó nói. Morita Maki khổ não như mày, bánh trứng cực hạn, không sai biệt lắm chính là như vậy. Cũng có thể đem sô-cô-la bánh bích quy khối, căn cứ khách mời khẩu vị, đổi thành những thứ khác gia vị, nhưng là mùi vị cũng sẽ không sản sinh về bản chất bay vọt. Ngươi ở quấy lúc, gia nhập dầu ô liu. Vâng, một điểm tăng lên mùi vị tiểu bí quyết, nếu không thì bánh gato nhập khẩu sẽ rất làm hai người ở trò chuyện, một tiểu nguyệt nhưng lôi kéo bạn thân, ở bên lén lúc nếm trải mấy quả trứng gà cao, ăn ngon đến mức khó có thể ức chế thân, ngâm. Ông trời của ta, loại này bánh trứng, mùi vị bình thường thôi. Đem bệ bếp lên mấy khối bánh ngọt tiêu diệt sạch sẽ, chưa hết thòng thèm một tiểu nguyệt, trừng trụ hạ vũ. Nàng nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng có thể từ vừa nãy hạ vũ thân thể động tác, nhìn ra hắn đối với kiểu cũ bánh trứng không hài lòng. Đây tuyệt đối là ta ăn qua ăn ngon nhất bánh trứng. Một tiểu nguyệt cường điệu, một trận nổi nóng. Hạ Vũ hai mắt đảo một cái, đem lời của nàng, còn nguyên phiên dịch cho Morita Maki. Arigoto. Morita Maki lập tức kinh hỉ cúi đầu. Không cần, không cần, cảm tạ ngài chiêu đãi. Một tiểu nguyệt vội vàng xua tay. Chờ đã, bánh hấp nhỏ có thể sổ lòng, ta trước tiên ăn điểm tâm, các ngươi tùy ý. Hạ Vũ liếc liếc mắt nhìn sương mù màu trắng lượn lờ lồng hấp, đóng lại bếp ca vang, vạch trần tầng cao nhất nắp đậy, lần này giống như là mở ra phép thuật cánh cửa, một luồng lớn thấm ruột thấm gan mùi vị, phả vào mặt, để ba nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Ta đâu, ta đâu. Một tiểu nguyệt lập tức thu lại vừa nãy dương nanh múa vuốt, đến gần lại không ngừng mà nói. Ngươi không phải ăn qua bánh trứng. Hạ vũ cầm ba tầng lồng hấp liền đi ra nhà bếp, một tiểu nguyệt dường như xin ăn con cúng con vẫy đuôi theo ở phía sau. Hắn nhẹ liếc chảy nước miếng, nước mắt ròng ròng đại ăn hàng, dở khóc dở cười, phía trước ta pha trà ở nơi nào, trước tiên bưng qua đến. Vì thế, vốn là một người độc hưởng bữa sáng, cuối cùng đã biến thành bốn người một bàn. Hô, hô mới vừa ra lò bánh bao rất nóng một tiểu nguyệt tay mắt lanh lẹ duỗi đũa gấp một cái đi ra phòng miệng thổi khí rất nhanh sẽ một ngụm cắn xuống phù phù nước đều thoáng bắn tung tóe một ít đi ra nàng bị phỏng đến thẳng rít gào vẫn còn liều mạng tự như nhai nuốt thức ăn trong miệng mắt to nước mắt lưng tròng cũng không biết là bị phỏng vẫn là ăn ngon đến khóc Ung ụt nhìn đến hàng tre trúc trong lồng hấp một đám bóng loáng vàng ống nước nước long lanh bốc lên nồng nặc mùi thịt bánh hấp nhỏ morita maki cũng là lặng lẽ nuốt nước miếng đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi. Nàng khi ra cửa là ăn rồi bữa sáng. Nếm một cái đi. Hạ Vũ duỗi đổ cho nàng gấp một cái, chợt cho chính mình gấp cúi đầu hưởng dụng. Morita Maki đem một cái không lại nóng bỏng bánh hấp nhỏ đưa vào miệng. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Hàm răng cắn xuống, nước bắn ra, nàng đẹp đẽ ánh mắt trong nháy mắt mở thật lớn, có chút thất thần. A Vũ trù nghệ, trở nên thật là khủng khiếp. Nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhiệt lưu còn ở trong thân thể chung quanh bơi nhảy lên. Morita Maki ở trong lòng lẩm bẩm nói. Nàng là đầu bếp, đồng thời lấy nghề nghiệp đầu bếp vì giấc mộng, vì đó càng có thể ở ăn thử bên trong, nhận ra được mình cùng bánh hấp nhỏ chế biến người ở trù nghệ mặt trên to lớn hồng câu. Ngoạm ăn thời điểm, đầu là không, liền phân tích đều không làm được. Lại nếm một cái. Lúc này Morita Maki chính mình động đũa, mà không phải một ngụm nuốt kế tiếp bánh hấp nhỏ, nhẹ nhàng cắn xuống một góc, ở trong miệng nhiều lần nghiền ngẫm thưởng thức. Vẫn là trống không. Tư duy phản phất ở ăn thời điểm đình chỉ, Morita Maki có chút phát điên, đây rốt cuộc là cái gì a? À? Ăn một lần liền mộng bức. Lúc này Hạ Vũ ngẩng đầu lên nói, ăn thời điểm nên thả ra cả người đi hưởng thụ mỹ thực. Hắn chỉ chỉ đối diện, Morita Maki nhìn sang, chỉ thấy mặt tiền cửa hàng bầu không khí lạ kỳ yên tĩnh, hai cái đến từ tung của nữ tử đều đang nhắm mắt, hưởng thụ mỹ thực mang đến hạnh phúc, trên mặt là xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ẩm thực là mang cho người ta nhóm hạnh phúc đồ vật. Hạ Vũ cười cợt, nên hưởng thụ lúc liền đi hưởng thụ ở nắm giữ trái tim của đầu bếp sơ cấp thiên phú sau hắn đã trải qua sơ bộ có đủ điều khiển thực khách cảm xúc năng lực đương nhiên loại này điều khiển là thông qua ẩm thực thực hiện ẩm thực chính là đầu bếp vũ khí lấy morita maki trù nghệ hiển nhiên còn không chống đỡ được trái tim của đầu bếp cường thế tinh thần xâm lược chương 44, thú vị công thức nấu ăn ăn sáng xong đuổi hai cái người trong nước tiểu tỷ tỷ tiếp tục đi quét tước hạ vũ cầm không rơi lòng hấp trở lại nhà bếp ta đã trở về morita maki thở hồng hộc từ trong nhà bánh ngọt nhà kéo một cái rương lại đây nàng đem cái rương đặt ở nhà bếp ngoài xốc lên bên trong là rực rỡ muôn màu bánh ngọt công cụ cùng tài liệu đề mục vẫn như cũ là trứng dùng trứng gà làm vì nguyên liệu nấu ăn chính cho ta làm ra một món ăn bất kể là cái gì có thể lấp đầy bụng đồ vật là được hạ vũ quay lưng lại nàng ở rửa sạch lồng hấp lần này morita maki làm được hơi lâu một chút vẫn cứ dùng đến lò nướng trứng thắt sao nhìn thấy Morita Maki bưng lên bánh ngọt, Hạ Vũ Vi hơi kinh ngạc, ăn thử sau vẫn như cũ lắc đầu, bình thường thôi. Khoảng cách Totosuki khối cao đẳng hợp lệ trình độ, còn kém một chút. Morita Maki cắn môi dưới. Nếu là đặt ở ăn qua Hạ Vũ bánh hấp nhỏ trước, Morita Maki có thể sẽ nghi vấn, không cam lòng. Có thể chịu đến chấn động Morita Maki, bây giờ đã bố trí chính vị trí của chính mình, không lại lấy bạn gái trước thân phận tự xưng, mà như là một cái lắng nghe đạo sư giáo huấn học sinh, gương mặt chăm chú, trứng gà pudding điên chỉ thiếu một chút a à. morita maki lần thứ ba dâng lên tác phẩm lúc hạ vũ thở dài lần thứ bốn bánh trứng gà làm hạ vũ đối đầu morita maki chờ đợi hai mắt vẫn như cũ lắc đầu đều là phổ thông công thức nấu ăn mặc dù chi tiết nhỏ làm được lại như thế nào hoàng mỹ cũng không cách nào đột phá hạng mức tối đa sao liên tục ăn thử nhiều loại bánh ngọt hạ vũ trong lòng có khả năng không phải morita maki làm được chưa đủ tốt mà là làm được quá tốt rồi chu đáo cẩn thận tỉ mỉ đem nữ tính đầu bếp nhẵn nhụi tâm tư phát huy đến vô cùng nhường nhuyễn nhưng mà quá mức theo đuổi chi tiết nhỏ mất đi đổi mới đơn giản hình dung giống như là thủ thành quân vương ngay ở kia mảnh đất nhỏ cần chính chính mình đem mình vòng ở trong vòng nhỏ liền chẳng hạn như trứng này đạo ẩm thực đặt ở totosuki kỳ thi chuyển cấp lên yukiria suma liền vận dụng chính mình sức sáng tạo làm ra một đạo rất đặc biệt biến thân cơm chiên trứng rắc đạo kia ẩm thực làm cho người ta vui mừng chính là cánh gà thịt đông thịt đông ngon miệng cùng vị mặn cùng trứng gà mềm mại cùng ngọt ngào, lẫn nhau phụ trợ, lập tức đem một đạo phổ thông ẩm thực thăng hoa, để chiếc lưỡi của thần đặt chân trước chưa bao giờ lãnh hội vị giác thế giới. Vì thế đạo kia biến thân cơm chiên trứng rắc, bị mang theo Yukiria tên. Đó là một mình sáng tác đồ ăn, lập lòe trí tuệ hào quang. Hạ Vũ phát hiện Morita Maki khuyết điểm. Đây là tài nấu nướng của nàng phong cách, cẩn thận, bảo thủ, đặc biệt là bảo thủ điểm ấy, như thế nào cùng với nàng lớn mật bày tỏ tình yêu biểu lộ tính cách khác biệt đây. Cũng may hạ vũ không phải là không có biện pháp giải quyết. Công thức nấu ăn không được đúng không? Cũng không cần đột phá vốn có công thức nấu ăn hạn mức tối đa, tự nghĩ ra đồ ăn, như vậy quá khảo cứu bản lĩnh, càng cần phải linh quan lóe lên thời cơ. Bất việc điểm, trực tiếp dùng sẵn có cao cấp công thức nấu ăn nghiền ép lên đi. Hệ thống, cho ta sàng lọc nguyên liệu nấu ăn chính là trứng gà màu xanh lam công thức nấu ăn. Phù hợp điều kiện công thức nấu ăn, tổng cộng 1,13 một phần, có hay không kiểm tra. Chờ đã! Hạ Vũ bị con số dọa đến, lại thêm một cái sàng lọc điều kiện, muốn bánh ngọt phương diện công thức nấu ăn. Vì thế hệ thống đem công thức nấu ăn liệt đi ra. Hoàng kim cơm rang, lam, giá cả 500 danh vọng. Trứng hoa nhân bánh mì thịt bò, lam, giá cả 500 danh vọng. Hoa sen thịt cua trứng, lam, giá cả 550 danh vọng. Xem lướt qua hạ xuống, hạ vũ cũng nhìn thấy một ít điểm tâm công thức nấu ăn, bất quá hắn cuối cùng quyết định mua sắm, hoa sen thịt cua trứng. Mua sắm thành công mất đi 550 điểm danh vọng trị, còn lại danh vọng trị 790 điểm. Sử dụng Trong hòm ai tắm màu xanh lam công thức nấu ăn, hóa thành tin tức lưu nhét vào đầu. Hạ vũ âm thầm gật đầu. Hoa sen thịt cua trứng tự hồ là những kia công thức nấu ăn bên trong nhất bình thường không có gì lạ một cái, bởi vì quá phổ thông, giống như là cái đầu bếp cũng có thể làm. Nhưng mà hạ vũ không để ý công thức nấu ăn bắt đầu khó dễ độ, hắn coi trọng chính là biến hóa, là có thể sáng tạo tính. Không sai. Hoa sen thịt cua trứng cuối cùng ẩm thực hình thái, thiên biến vạn hóa. Có thể chế tạo thành bánh trứng bao thịt cua quyển. Có thể chế tạo thành xào trứng gà. Bất quá, chính công nhất cách làm, vẫn là chế tạo thành hoa sen trứng tráng, thịt cua hỗn tạp trong đó. Hạ Vũ cân nhắc trong đầu tin tức, linh cảm không ngừng bốc lên, cảm thấy ngứa tay khó nhịn. Trải qua bốn lần thất bại, lúc này Morita Maki không có vội vã tiến hành lần thứ năm thử nghiệm, mà là đứng lặng ở bể bếp trước, hơi cúi đầu trầm tư. Hạ Vũ có thể nhìn đến nàng tinh xảo các mặt thượng vẻ nghiêm túc đem nhớ cho kỹ công thức nấu ăn hơi chút thu dọn hạ vũ tìm đến giấy bút đem công thức nấu ăn viết ra nhưng sau đó vỗ vỗ morita maki bả vai cầm hả morita maki mờ mịt tiếp nhận tràn ngập văn tự giấy trắng qua loa nhìn một lần che miệng kinh ngạc nói đây là công thức nấu ăn sao đúng hoa sen thịt cua trứng rất thú vị một tấm công thức nấu ăn ngươi có thể đem nó biến thành đồ vật của chính mình chú ý phát huy sở trường của mình hạ vũ dứt lời lắc lắc tay hôm nay chỉ tới đây thôi trở về nghiên cứu công thức nấu ăn lúc nào có thành quả ngươi tới nữa hạ vũ xoay người lên lầu nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở cầu thang morita maki lại từ đầu tới đuôi đem công thức nấu ăn tỉ mỉ nhìn hạ xuống mới khẽ hít một cái khí khí lạnh ánh mắt toát ra một tia cảm động lại có một tia hưng phấn này công thức nấu ăn thực sự là quá thú vị morita maki ở trong lòng không tự chủ được la lên linh cảm như là tìm được phát tiết miệng hóa thành dòng lũ Morita Maki vội vội vàng vàng thu thập công cụ cùng tài liệu, kéo trầm trọng trương hành lý, đi ra hạ thị tiệm nhỏ, ở bên ngoài trên đường phố nhìn lại lầu hai cửa sổ phòng ngủ, thấp giọng lầm bầm nói. Cảm tạ, ta sẽ cố gắng. A Vũ Hạ Vũ đồng thời không có ở trù thần không gian ở lại một cái ba ngày nhàn nhã thời gian, theo quán ăn ở ACG vòng tròn nổi danh, 10 giờ sáng về sau liền không ngừng có trẻ tuổi khách mời lại đây hỏi dò, biết rõ hoàng hôn 6 giờ mới kinh doanh, tuyệt đại đa số khách mời thất vọng rời đi, mà còn lại khách mời ngồi ở trong tiệm, tha thiết mong chờ chờ hạ vũ dân trà nước. Có trà liền muốn có điểm tâm phối hợp, nếu không thì bụng rỗng uống trà sẽ hư khách mời dạ dày cùng thân thể. Hạ vũ không có lòng thanh thản tư làm bánh ngọt, thẳng thắn đi lân cận Morita thì bánh ngọt nhà mua một ít mới vừa ra lò bánh ngọt trở về, phối hợp chính mình chế biến tráng trà xanh, mỗi phân phần món ăn một nghìn yên. Giá tiền này không mắc, nhưng cũng không rẻ. Vì thế, từ buổi sáng đến hoàng hôn 6 giờ khoảng thời gian này, hạ Thị ẩm thực tiệm nhỏ, càng như là quán trà. Hiện tại tháng 3 thời tiết còn không nóng, một đám tuổi trẻ otaku các khách nhân, ở trong tiệm nói chuyện phím, bầu không khí rất tốt. Ngày thứ hai rời giường, hệ thống kinh doanh số liệu quét mới. Bởi vì mới tăng nước trà cùng điểm tâm cái này, tiệm nhỏ tài chính tiền thu càng đáng sợ, do ngày thứ nhất 20 vạn yên ra mặt, đến ngày thứ hai đột phá 40 vạn yên, thực hiện bộ số tăng trưởng. Ngày thứ ba, hay là tiệm nhỏ bước đầu ở ACG vòng tròn cây nổi lên danh tiếng, chiếc lưỡi của thần Nakiri Erina nghe được tin tức ngồi không yên, với lúc chạm vạn, để Arato Hisako lái xe chở nàng đến phố buôn bán cũ. Phía trước chặn đường. Xe con chỉ có thể đứng ở quảng trường bên ngoài. Nakiri Erina ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, buồn bực thay đổi trùng điệp hai chân, nhíu mày nói, Hisako, đến xem xảy ra chuyện gì. Arato Hisako theo lời mở cửa xuống xe, không lâu chạy chậm trở về, khuôn mặt tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Hội, Erina, Sama, phía trước ở xếp hàng, tốt, giống như đều là hạ thị Trung Hoa quán ăn khách mời. Chương 45, mới cùng cũ vòng xoáy nakiri erina chỉ chỉ phía trước quảng trường tối om om đám người há miệng ngươi chắc chắn chứ thật sự arato hisako một bộ vẻ mặt lo lắng ngày đó hạ vũ cùng nakiri erina đặt xuống cá cực thời điểm nàng nhưng là ở đây nhân chứng chỉ có thể nói tình thế rất không ổn arato hisako trong lòng đã ở vì nakiri erina cầu khẩn ầm uhm. đột nhiên một đẩy cửa xe nakiri erina xuống xe arato hisako khóa sau xe vội vàng đi theo nàng mặt sau hai người đồng thời không có chen hướng đoàn người, mà là đứng lặng ở bên cạnh trên đường phố. Ở bên ngoài nhìn, Nakiri Erina tầm nhìn lập tức trống trải. Đoàn người thật là điều trường long, siêu siêu vẹo vẹo, từ một nhà tản ra mờ nhạt ánh đèn thấp bé tiệm nhỏ kéo dài mà ra. Có nhóm khách không chờ được, chọn rời đi. Ai? Hôm nay tới muộn. Một cái otaku hướng đồng bạn thở dài. Ta liền muốn biết menu ngày hôm nay là cái gì? Nếu có thể đứng vào đi, người điểm ba đạo món ăn, ta điểm ba đạo món ăn đồng bạn nói nói liền lau nước miếng tỉnh lại đi đi thiếu niên otaku ngửa đầu than thở ngày mai lại là mới menu lục đạo hoàn toàn không giống trung hoa ẩm thực thật hy vọng có thể mỗi ngày ăn được a à. cũng có mới vừa từ quán ăn đi ra hưởng dụng mỹ thực một bản thỏa mãn khách mời vài tên tuổi trẻ nữ cô sơ hiển nhiên là anime expo tan cuộc sau trực tiếp đến phố buôn bán cũ còn ăn mặc anime nhân vật trang phục mang tóc giả đủ mọi màu sắc kết đội từ nakiri erina cùng arato hisako trước mặt đi qua đạo kia kéo tia khoai sọ, trời ạ, à, ta bây giờ còn là đầy miệng khoai sọ hương vị. Đây chính là Trung Hoa ẩm thực sao? Một tên tuổi khá nhỏ nữ cô sơ nhảy nhóc liên hồi, đầy mặt hưng phấn. Chặt tiêu đầu cá ăn, một thân mồ hôi, nhưng rất thoải mái là xảy ra chuyện gì. Một tên cô sơ loay hoay tạo hình đã muốn nổ tung tóc giả. Không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta vẫn cảm thấy mang món ăn trước trà bánh ăn ngon. Này quần nữ cô sơ liếu ra liếu riếu thảo luận. Đi. Nakiri Erina sắc mặt không đúng lắm, vây quanh cánh tay xoay người liền hướng trong xe đi nào ngờ trước mặt liền đụng phải một cái vừa từ phía sau cửa hàng tiểu chạy đến nữ sinh hết sức xin lỗi tên kia tóc đen nữ sinh cuối đầu hướng nakiri erina xin lỗi chạy chậm mà đi một cái đại thúc tuổi trung niên từ trong tiệm đuổi theo ra đến ăn mặc đồng phục võ sĩ cùng quất gỗ ở cửa tiệm xong nữ sinh bóng lưng bất đắc dĩ lắc đầu thật đúng trong nhà rõ ràng còn có nhiều chuyện như vậy càng muốn đi giúp cái tiểu tử thúi kia cùi chỏ ra bên ngoài quải giữ lại đầu trọc vất người khôi ngô đại thúc tuổi trung niên mắt thấy phía trước quảng trường xếp hàng rầm rộ cũng là một trận liếu lưỡi hạ kình tiên sinh trở về nước không nghĩ tới quán ăn ngược lại bị tên tiểu tử kia kinh doanh đứng lên quái tai quái tai lẩm bẩm đại thúc tuổi trung niên xoay người trở về cửa hàng nakiri erina cùng arato hisako cũng cảm giác mình là người vô hình không hề tồn tại cảm đi ngang qua tuổi trẻ thực khách cũng được phố buôn bán người kinh doanh cũng tốt hoàn toàn đem bọn họ không thấy giờ khắc này hai người đều có loại cảm giác nhà kia Trung Hoa quán ăn mới là phố buôn bán của nhân vật chính, bất luận ai ở đây, ánh sáng đều phải bị nó che lấp. Morita bánh ngọt nhà. ngẩng đầu vô ý liếc liếc mắt nhìn bên cạnh cửa hàng lão bản hiệu, Nakiri Erina trầm mặt trở lại ghế sau xe. Arato Hisako ngồi ở chỗ ngồi lái xe, từ kính chiếu hậu thật cẩn thận quan sát chiếc lưỡi của thần mặt âm trầm sắc, nhẹ giọng mở miệng nói, Erina, Sama, không thể để cho nó sinh ý như vậy nóng nảy đi xuống, ngài biết thua. Vâng, ta biết thua. Nakiri Erina cắn chặt hàm răng nói. Có muốn hay không? Arato Hisako động cái khác ý nghĩ. Không cần. Nakiri Erina trầm giọng nói, thua cũng muốn thua đường đường chính chính. Tiếp lấy nàng hơi vểnh lên khóe miệng, trong mắt lộ ra một vệt trào phúng. Hơn nữa, ai nói ta liền thua chắc rồi. Arato Hisako ngạc nhiên. Hisako, ngươi gần nhất đi dạo Totosuki trong trường diễn đàn sao? Nakiri Erina rất cốt thu lại nộ khí, trong mắt miễn cười. Ế? Arato Hisako hơi hơi trợn to hai mắt. Hai ngày nay Totosuki nội bộ diễn đàn, kỳ thực cũng có mấy cái liên quan với hạ thị Trung Hoa quán ăn bái thiếp, mở tô biết người là Totosuki học sinh, hơn nữa được chú ý độ còn không thấp dáng vẻ. Totosuki học sinh chỉ sợ nhiều là ôm vây xem thái độ, xem trò vui không chê chuyện lớn. Bất quá, khẳng định cũng có học sinh chú ý với nhà này Trung Hoa quán ăn chính tông bản hiệu. Chẳng hạn như, Totosuki Trung Hoa ẩm thực hội nghiên cứu chủ tướng, Totosuki thập kỳ nhân thứ 8 tịch, Kuga Teruni. Kuga Teruni am hiểu tứ xuyên ẩm thực, cho rằng ma cùng cây mới là Trung Hoa ẩm thực chính thống, hết sức phóng đại tứ xuyên đồ ăn, dùng bạo lực ma cây chi phối thực khách. Đương nhiên, cái khác am hiểu Trung Hoa ẩm thực Totosuki học sinh, đối với như thế một nhà một đêm cuộc khởi, tiếng tâm gia tăng mãnh liệt Trung Hoa quán ăn, trong lòng ít nhiều gì có chút muộn nhọt, không thoải mái. Tính cách cứng rắn, chỉ sợ có tiền bếp trưởng tỷ thí Sokuget ý nghĩ. Arato Hisako cũng không ngốc, Xuyên thấu qua kính chiếu hậu thoáng nhìn Nakiri Erina một bộ thản nhiên chi sắc, nàng a kinh ngạc nói, "Có người cố ý ở Totosuki nội bộ truyền bá tin tức, nhưng là, ai có thể điều khiển Totosuki học sinh?" Arato Hisako nhíu mày. Nakiri Erina cười khẽ, nhìn trước xe, lại nhìn sang sau xe, "Hisako, ngươi không cảm thấy mảnh này phố buôn bán, mới cùng cũ, đường ranh giới quá mức rõ ràng sao?" Arato Hisako ẩn ẩn hiểu được gì đó. Nhà phát triển khẳng định không hy vọng phố buôn bán cũ này chút sắp bước vào quan tài lão cổ động tỏa sáng tân sinh. Nakiri Erina vắt chân ngồi dậy, một nhà vắng lặng rất lâu quán ăn đột nhiên nóng nảy, gấp chính là nhà phát triển. Erina, Sama, ý của ngài là, có nhà phát triển ủy thác chúng ta Totosuki học sinh, chuẩn bị chèn ép nhà kia quán ăn. Arato Hisako che miệng lại. Mỏi mắt mong chờ đi. Nakiri Erina cong lên bả vai tóc vàng, dáng vẻ ung dung. Nàng hiển nhiên biết rồi nhà phát triển ủy thác người là ai. Yokohama, Trung Hoa Phố Một nhà chủ doanh Trung Hoa ẩm thực cao cấp tử lâu, ở màn đêm buông xuống lúc sinh ý nóng nảy. Miyoko Tử lâu nhà bếp, phòng ăn Hojo bếp trưởng đối với một tên màu tím tóc ngắn thiếu nữ, lộ ra nụ cười thỏa mãn, đêm nay khổ cực ngươi. Ijeo bình thẩm đoàn đã muốn rời đi, tử lâu chúng ta thông qua 6 sao chứng thực. Người đàn ông trung niên trong thanh âm ẩn ẩn có một tia kích động. Phụ thân, mấy ngày nay ta muốn đi Tokyo một chuyến. Bóc người rất tốt thiếu nữ đột nhiên nói, ánh mắt sắc bén đi Tokyo. Đúng, mấy ngày nay trên mạng lưới có một nhà trung hoa quán ăn đột nhiên phát hỏa đứng lên, ta muốn tự mình đi nếm thử mùi vị. Nói đến đây, thiếu nữ phát ra trong trẻo tiếng cười, nếu như đúng như là mạng lưới lưu truyền như vậy chính tông mỹ vị, ta dự định ở nơi đó học tập một chút. Nhưng nếu như chỉ là có tiếng không có miếng, vậy thì rất xin lỗi. Ta biết phát động shoku ghét, thắng lợi đồng thời tự mình đập phá chúng nó bản hiệu. Trung niên bếp trưởng hơi nhướng mày. Miyoko, nếu đi Tokyo Vậy ngươi liền thuận tiện đi một chuyến IGO Nhật Bản tổng bộ, tiến hành một sao đầu bếp sát hạch chứng thực đi. Phụ thân, ta sẽ thông qua một sao sát hạch. Thiếu nữ anh khí không mất tiếu mỹ khuôn mặt lên, tràn ngập tự tin. Chương 46, hai sao nhiệm vụ. Sáng sớm. Hạ Vũ sớm 8 giờ đúng giờ rời giường, ở rửa mặt đồng thời, kiểm tra tối hôm qua kinh doanh số liệu. Bất tri bất giác đều muốn một vòng quá khứ, tiệm nhỏ mỗi đêm doanh thu ở hai ngày nay có dần dần ổn định xu thế, không còn là sức bùng nổ tăng trưởng. Nguyên nhân sao? Rất đơn giản, hạ thị tiệm nhỏ quá nhỏ, tiếp đón năng lực kém, mỗi đêm 6 giờ đến 12 giờ khoảng thời gian này, cùng thời gian bên trong nhiều nhất có thể chứa đựng 30 người đi ăn cơm. Nếu là một bàn khách mời điểm mắt lục đạo món ăn, mang món ăn thời gian đều không khác mấy muốn nửa giờ, đem ăn cùng nói chuyện phím thời gian cũng coi như ở bên trong lời nói, đưa đi một bàn khách mời liền muốn một giờ. Nói cách khác, mỗi trương bốn người liền tọa bàn đêm đó có thể cung cấp 5 tốt đến 6 tốt khách mời dùng cơm. Mà trên thực tế đâu, đây chỉ là thô bạo phương pháp tính toán, hạ thị tiệm nhỏ bốn người bàn, chỉ có 5 tấm, những vị trí khác nhưng là so sánh rải rác một người vị, như là kéo mì quán, hoặc là vây quanh quầy hàng, hoặc là mặt tường. Như vậy kế toán, khách khứa chật ních, hạ thị tiệm nhỏ mỗi đêm có thể tiếp đón 150 người lần trái phải. Doanh thu ổn định ở một triệu yên trở lên. Ở bề ngoài, hạ thị tiệm nhỏ tươi tốt, hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt, nhưng làm vì người kinh doanh, hạ vũ rõ ràng tiệm nhỏ còn có rất nhiều cần thiết cải tiến địa phương đầu tiên là dùng cơm hoàn cảnh. Hiện tại mới tháng 3, đông xuân chi giao, thời tiết còn rất mát mẻ, nếu là đến mùa hè, Tokyo biến thành lò lửa, quán ăn lại chật mít thời điểm, khi bên trong hoàn cảnh hạ vũ đều che mắt không dám nghĩ tới. Điều hòa. Thứ này làm sao có khả năng có? Mặt tiền cửa hàng trần nhà kia trảng đại quạt trần hạ vũ đều quên là tốt hay xấu, bởi vì trong ký ức giống như không có lái qua. Phòng ngừa chu đáo là tất yếu. Mặt tiền cửa hàng vốn là chật hẹp, không gian bố cục cái gì, Hạ Vũ dự định nhiều thỉnh giáo trù thần hệ thống. Cho tới phục vụ, Hạ Vũ đã muốn bỏ qua. Yêu có ăn hay không đi. Hắn cái tiệm này trường kim bếp trưởng, mỗi ngày đều từ 6 giờ chiến đấu hăng hái đến 12 giờ đêm, một món ăn chế biến hoàn thành, lại không ngừng không nghỉ tẩy nồi bắt đầu xuống một món ăn chế biến. Nguyên liệu nấu ăn rửa sạch, nguyên liệu nấu ăn xử lý, bao quát các loại nấu nướng, đều do một mình hắn nhận thầu, mấy ngày gần đây cũng còn tốt chút, có Morita Maki làm trợ thủ, hỗ trợ thái món ăn, để mâm, Hạ Vũ còn không đến mức bận rộn đến mức đầu óc choáng váng. Hạ Vũ rất hoài nghi, nếu không phải khoảng thời gian trước gặp may mắn, đạt được khí lực tăng cường thủy tinh, chính mình khí lực cường độ từ LV9 đi tới LV20, này một tuần như thế vất vả, thân thể có phải hay không muốn đổ xuống. Cũng may mỗi sáng sớm cái kia cột cờ vẫn là như nhất cứng chắc. Hạ Vũ yên tâm. Ký chủ đạt được nhiệm vụ mới. Đánh răng rửa mặt, Hạ Vũ ngoài ý muốn thu được nhắc nhở. Nhiệm vụ mới. Đem khăn mặt treo ở trên móc Hạ Vũ mở ra bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1. Xung kích hai sao đầu bếp. Nhắc nhở, ký chủ đã nắm giữ ba đạo màu xanh lam phát sáng ẩm thực, rau cải xào long giang, hoa sen thịt cua trứng, ma huyễn đậu hũ ma bà, có thể thử nghiệm tham gia IGO quốc tế mỹ thực cơ cấu hai sao đầu bếp sắc hạch. Khen thưởng, tiếng giai đao phát tuyệt kỹ, mảnh ngưu thanh long trảm. Nhiệm vụ 2. Xung kích hai sao phòng ăn. Nhắc nhở, ngươi phòng ăn cuối cùng cũng coi như ở mỹ thực giới có một điểm độ nổi tiếng, nếu như trở thành IGO chứng thực hai sao phòng ăn, hay là phòng ăn có thể ở ACG vòng tròn ở ngoài mời chào thực khách. Khen thưởng, 10 cái đầu bếp thiên phú điểm. Mảnh ngưu thanh long trảm. Bé ngoan, đây chính là tiểu đương gia bên trong hắc ám ẩm thực giới tuyệt kỹ, một đao liền có thể bào đinh mổ bò, quá trình không lưu một giọt máu, không xong một giọt nước. Cái này tuyệt kỹ căn bản là hạ vũ biết được bên trong, xử lý loại thịt nguyên liệu nấu ăn đáng sợ nhất đao pháp, thuộc về ảo tưởng cấp bậc. Hạ vũ có chút ngốc, vừa nghĩ tới chính mình có cơ hội nắm giữ như vậy treo nổ ngày hắc ám tuyệt kỹ, cả người đều hưng phấn. Phải biết, mảnh ngô thanh long trảm, không chỉ có riêng là bào đinh mổ bò mà thôi, luyện tốt, đối với sống dương, đối với heo sống, cũng có thể làm đến một đao tách rời. Đồng dạng, xung kích hai sao phòng ăn, nhiệm vụ này cũng là mê hoặc độ tràn đầy. 10 cái đầu bếp thiên phú điểm, tương đương với tăng lên 10 cái đẳng cấp. Mỗi một điểm trù nghệ thiên phú đều đầy đủ quý giá. Nói đi nói lại, một tuần nay, hạ vũ trù nghệ đẳng cấp tăng lên tốc độ trì hoãn một đoạn dài, dựa theo đạo lý nói hắn mỗi ngày chế biến ra nhiều như vậy đồ ăn, đẳng cấp đã sớm ào ào lên đi lên, nhưng trên thực tế, LV10 sau, màu xanh lục đồ ăn gia đình công thức nấu ăn, còn có đối với phổ thông cùng với màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn xử lý, đã muốn không cách nào cho hắn cung cấp bất kỳ kinh nghiệm. LV10 đến LV11 cái này đẳng cấp, còn là hắn thành công chế biến phát sáng rau cải xào long giang cùng hoa sen thịt cua trứng thăng lên đi. Trái tim của đầu bếp, 5 trái tim của đầu bếp có 5 cái thiên phú điểm, này cái hố to cần thiết rất nhiều thiên phú điểm tới lấp kính, sơ cấp đến thần cấp, là một đoạn nhìn không thấy đầu từ từ đường dài. Hạ Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn mình trong kiến, lần thứ hai ý chí chiến đấu sụp sôi. Mở cửa tiệm. Đi ra phòng tắm, không ngoài dự đoán, lầu một có quét tước động tĩnh. Hạ Vũ tay cắm túi quần xuống lầu, cùng An Nhã cùng một tiểu nguyệt lên tiếng chào hỏi, đang chuẩn bị vào phòng bếp, nhưng ồ một tiếng. Cửa thang gác bày hai cái rương hành lý lớn, phòng lên phòng lên, nghĩ đến là chất đầy đồ vật. Chúng ta buổi chiều chuyến bay. Một tiểu nguyệt bưng một chậu vừa mới lau chùi cái bàn nước bẩn, hướng đi lầu một phòng rửa tay, đi ngang qua lúc đối với Hạ Vũ nói như vậy. Rất đột nhiên, nhưng lại chuyện đương nhiên. Trở về nước sao? Cũng tốt. Hạ Vũ cười cợt, vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Thùng thùng. Hắn chân trước vừa vào phòng bếp, Morita Maki chân sau liền đến, cười khanh khách ngồi ở quầy hàng kia vang lên bàn, Hạ Vũ còn tưởng rằng là khách mời, nghe tiếng ra ngoài, đã thấy nàng hiến vật quý tự như, nâng trong tay tinh xảo hộp cơm. A à Vũ, ta đã làm ra hoa sen thịt cua trứng, có muốn hay không nếm thử? Morita Maki xinh đẹp khuôn mặt một cách tự nhiên toát ra vẻ sốt sắn. Một tuần rồi, cũng nên có thành quả. Hạ Vũ thẳng thắn không làm bữa ăn sáng, đem một bình nước đặt ở lò bếp lên đốt luộc, cách quầy hàng, ngồi ở Morita Maki đối diện. Mở ra hộp cơm nắp đậy, bên trong là hình vuông màu trắng mâm. Một tấm bánh pizza tựa như ẩm thực, cắt thành từng khối từng khối, bày ra ở trong cái mâm, màu sắc vàng ống, mà ở nắp đậy xốc lên lúc, có cổ nồng nặc thịt cua vị tươi xông vào mũi. Ung ục. Axit dạ dày kịch liệt tiết ra, Hạ Vũ cũng không có rụt rè, cầm chiếc đũa gấp lên một tảng lớn hình bánh ẩm thực, đưa vào miệng. Trong nháy mắt ánh mắt trợn to. Lối vào chớp mắt, trứng gà hương sốt, hòa giải thịt tươi đẹp, hỗn tạp ở đầu lưỡi, ào ào đem vị giác hoàn toàn dội rửa. Theo nghiền ngẫm, thịt cua tươi đẹp tiến một bước áp qua trứng gà hương vị, loại cảm giác đó giống như là một cái trứng gà quăng vào sôi trào trong nước biển nhưng trứng gà vị không có đá chìm đáy biển biến mất không còn tâm tích ngược lại là ở vị tư bên trong nửa chặn nửa che còn ông tì bà nửa che mặt để người đầu lưỡi không nhịn được đuổi theo mức độ lớn nhất làm nổi lên hạ vũ thăm dò muốn gấp lên khối thứ hai nuốt ăn hạ vũ nhắm mắt hưởng thụ thế nào morita maki hai tay gắt gao nắm tại cùng nhau mong đợi ngưng mắt nhìn hắn rất tốt hạ vũ lộ ra không hề che giấu nụ cười này đạo ẩm thực để ta thấy được ngươi điểm nhấp nháy. Nguyên lai mùi vị còn có thể như thế điều khiển sao, ngươi làm như thế nào? Morita Maki vui rạo rực nói, kỳ thực ta thử rất nhiều loại, cuối cùng quyết định đem này đạo ẩm thực, chế tạo thành bánh pizza dáng vẻ. Ta lấy làm bánh ngọt biện pháp, trứng gà vì nguyên liệu nấu ăn chính, cùng bột mì hỗn hợp, bước đầu chế tạo thành bánh pizza cái bệ, nhưng sau đó vẫy lên nghiền nát thịt cua, thêm vào điều phối liêu, tiến hành lần thứ hai sấy khô, này đạo ẩm thực thì xong rồi. Chương 47, Hojo Nghe vậy, Hạ Vũ không khỏi lắc đầu, đáy mắt cất giấu một phần nghiêm nghị. Morita Maki có thể nói cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Nàng nói tới đơn giản, nhưng nàng đầy đủ thử một tuần lễ, mới có thành quả, đủ có thể thấy ẩm thực bên trong chi tiết nhỏ, ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết ở bên trong. Hoa sen thịt cua trứng bị nàng chế tạo thành bánh pizza hình thức, rồi lại không phải chân chính bánh pizza. Bánh pizza cái bệ, là dùng cao gân bột mì nướng, nói như vậy mùi vị rất cứng. Hạ Vũ cầm một khắc xong sạch sẽ chiếc đũa, nhẹ chọc trong cái mâm một khối bánh trứng, trên tay hắn đồng thời không có dùng lực, chỉ là thoáng ép một chút, màu vàng ống bánh trứng giống như cùng bọc biển, sụp đổ xuống một khối, chờ hắn đem chiếc đũa dời, bánh trứng khôi phục như lúc ban đầu. Dẻo dai tính kinh người. Trong mắt không khỏi toát ra một tia tháng phục. Cho nên nói, đây cũng không phải là cái gì bánh ti già, gọi là thịt cua vị tươi bánh gato càng thích hợp. Hạ vũ dư vị trong lúc gắn bó vị tươi, vừa muốn hạ đũa, hai đôi đũa nhưng trước một bước, đem trong cái mâm còn lại bánh trứng gấp cái sạch sẽ dựa vào. Hạ Vũ hơi có điểm tức giận, về trừng liếc mắt nhìn Quang Minh chính đại làm kẻ trộm hành vi an nhã cùng một tiểu nguyệt. Nếu là phổ thông cũng liền bỏ qua, đụng tới ăn ngon ẩm thực, lại bị đoạt đồ ăn trước miệng hổ, Hạ Vũ không có nổi cùng đã muốn xem như là tính khí rất tốt, này đạo ẩm thực hệ thống nhưng là đưa ra 70 phân điểm cao A. Lúc này, Morita Maki phù phù che miệng nở nụ cười, đem trên hộp cơm tầng sốt lên, lộ ra tầng thứ hai, bên trong vẫn như cũ chứa một bàn hoa sen thịt cua trứng. Khen ngợi. Lan chất huệ tâm. Hai mắt sáng ngời, Hạ Vũ lúc này liền không khách khí, đem chỉnh cái hộp đựng thức ăn ôm tới, dùng thân thể ngăn trở An Nhã cùng một tiểu nguyệt, tự mình một người gió cuốn mây tan bắt đầu ăn. Ôi! Cuối cùng sờ sờ cái bụng, uống nửa xuống nửa chén trà nóng, Hạ Vũ gương mặt thích ý. Bánh ngọt, nước trà, cuộc sống nhàn nhã, nên như vậy à? Chúng ta còn không ăn no. Một tiểu nguyệt tiếng kháng nghị phá vỡ bầu không khí. Đúng, không ăn no. An nhã tán thành. Thấy hạ vũ một phái nhàn nhã ngồi ở đó, không hề bị lay động một tiểu nguyệt dùng tới cảm tình bài cái này đại sát khí, nước mắt giàn dùa nói chúng ta 2 giờ chiều máy bay ngươi liền dự định để chúng ta bị đói về nước sao ô ô có máy bay món ăn a à, hạ vũ mí mắt buông xuống rất giống ngồi thiền lão tăng chẳng muốn nhúc nhích một tiểu nguyệt một vệt viền mắt lộ ra răng nanh hung ác nói có tin hay không lão nương phát văn hát ngươi ta cùng tiểu nhã tốt xấu giúp ngươi đội lên một tuần khổ công không có tiền lương còn chưa tính giờ ạ à còn không cho ăn hát điếm tuyệt đối trách cứ được được được. Biết rõ một tiểu nguyệt là đang đùa, Hạ Vũ cũng bị cái này thú vị tiểu tỷ tỷ chọc phát cười, đứng lên nói, ngươi cái này mặc nghệ có thể, làm cho ngươi còn không được sao? Ăn cái gì? Hắn vừa đi hướng nhà bếp vừa hỏi. Một tiểu nguyệt trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, hoa sen thịt cua trứng. Ta còn muốn ăn, không ăn đủ. Đây coi như là tỷ thí chứ. Ở cửa phòng bếp dừng lại, Hạ Vũ quay lưng quầy hàng ba cái nữ tử, có thể. Nhưng tiếng nói vừa dứt, tiệm nhỏ liền đi tới một vị khách nhân đây là một vị vóc người xuất chúng thiếu nữ, số tuổi cũng không lớn, nhưng là nữ tính chi đầy đặn ở nàng một thân chế phục quần áo trang điểm bên trong thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Áo sơ mi trắng là nhô ra phồng lên một đôi viên cầu, dường như muốn nổ tung nút thắt, váy ngắn xuống là song tu trường kiện mỹ bắt đùi, không gặp chút nào sẹo lồi. Và dặn nửa ngắn mái tóc màu tím, còn có cường khí ánh mắt, làm cho nàng cả người thoạt nhìn rất có khí thế. Một tiểu nguyệt thu lại nụ cười, chuẩn bị lên đi tiếp đãi. Giao cho ta đi. Morita Maki chủ động đứng lên khách mời ngài là muốn dùng món ăn sao morita maki hỏi ta muốn nếm thử các ngươi món ăn thực xin lỗi ở 6 giờ chiều chính thức kinh doanh trước chúng ta chỉ nhắc tới cung cấp nước trà cùng điểm tâm morita maki cút cung xin lỗi thiếu nữ tóc tím nhíu nhíu mày nàng đến tokyo chủ yếu là vì tham gia ijeo một sao sát hạch nếu sát hạch thông qua nàng cũng không có ý định ở tokyo ở lâu thêm liền tiết kiệm thời gian dùng thô bạo điểm phương pháp đi khi gọi các ngươi bếp trưởng đi ra Ta muốn cùng hắn Sokuget ước chiến. Sokuget. Morita Maki bị sợ hết hồn, nhìn chăm chú nhìn kỹ thiếu nữ tóc tím mặt trên người chế phục váy, nhất thời giật mình, ngươi, ngươi là Totosuki học sinh. Không sai, ta đem ở tháng tư từ khối trung đẳng tiến vào khối cao đẳng. Thiếu nữ tóc tím liếc nàng liếc mắt nhìn, âm thanh cường thế, dựa theo Mỹ thực giới quy củ, ta có quyền lợi phát động Sokuget khiêu chiến. An nhã cùng một tiểu nguyệt nghe không hiểu, nhưng có thể nhận ra được mặt tiền cửa hàng đột nhiên không khí sốt sắng thiếu nữ tóc tím như thế ồn ào, Hạ Vũ vừa vào phòng bếp, còn chưa bận rộn, làm sao có khả năng không nghe được. Ai vậy? Hắn kéo ra trù cửa đi ra, ạch một tiếng, ngây ngẩn cả người. Hojo Ngươi nhận thức ta. Thiếu nữ tóc tím vây quanh hai tay. Hạ Vũ nở nụ cười. Hojo Miyoko, Sokuget no lên sàn nhân vật một trong, Yokohama cao cấp Trung Hoa tử lâu đầu bếp trưởng con gái, am hiểu các loại Trung Hoa ẩm thực. Đây chính là Hojo Miyoko cơ bản tư liệu. Yokohama Trung Hoa phố Hoyoro cũng coi như là một nhà cửa hiệu lâu đời Trung Hoa ẩm thực tên cửa hàng, kéo dài 50 năm. Mà bị phụ thân coi là người nối nghiệp bồi dưỡng Hoyo Miyoko, kỳ thực ở tương đối truyền thống Trung Hoa ẩm thực nhà bếp, luôn luôn lần được kỳ thị. Không có biện pháp, Trung Hoa ẩm thực đối với khí lực là có yêu cầu, liền chẳng hạn như điên mua loại này nấu nướng kỹ xảo, thông qua chuyển động nguyên liệu nấu ăn đến cam đoan điều vị cùng hỏa hầu đều đều, đều cần thiết đầu bếp đem trầm trọng kim loại nồi đoan cách kệ bếp. Phổ thông điên cũng vẫn tốt, đối với sức mạnh yêu cầu không cao, nếu là đại lực mui, mức độ lớn lay động kim loại nồi, làm nguyên liệu nấu ăn bay lên cao cao, toàn thể chuyển động. Nữ đầu bếp có thể kiên trì bao lâu? Nhưng mà Hojo Miyoko không giống. Nàng thân thể cường tráng, bắp thịt xuất chúng, yêu thích vận động là bóng rổ, tuyệt chiêu là trở tay chụp giỏ, có thể đem một đám học sinh nam ép tới không ngóc đầu lên được. Ta chính là nhà này quán ăn bếp trưởng, cũng là chủ tiệm. Hạ Vũ chỉ chỉ chính mình. Ngươi lấp lánh có thần ánh mắt định ở trên người hắn hojo miyoko nhíu mày nói ta không quen biết ngươi ngươi khẳng định không phải totosuki học sinh đúng vậy ai nói ta là totosuki học sinh hạ vũ xòe tay nghe vậy hojo miyoko sâu sắc ngưng mắt nhìn hắn không ra tự totosuki ở cái tuổi này ngươi liền có tự tin làm bếp trưởng hojo miyoko trầm giọng nói để cho ta tới thử xem tài nấu nướng của ngươi nhìn ngươi có hay không tư cách này mở trung hoa quán ăn biết được bếp trưởng là bạn cùng lứa tuổi hojo miyoko chiến ý càng nồng trên người khí thế càng là hùng hổ dọa người hạ vũ thật sự tức giận một ngày chó chết không phải totosuki người hóa ra liền không có thế mở cửa hàng nakiri erina như vậy nghi vấn hắn hojo miyoko cũng như vậy nghi vấn hạ vũ còn có thể nói cái gì totosuki ở nhật bản mỹ thực giới xác thực có địa vị vô cùng quan trọng có thể nói mỹ thực đế quốc cũng không quá đáng ijeo cơ cấu đều muốn cùng totosuki tìm kiếm hợp tác có thể cái này cũng không đại biểu Mỹ thực giới sở hữu đầu bếp, tất cả đều muốn dựa vào Totosuki hơi thở sinh sống A. À. Hơn nữa, Hojo Miyoko tính cách cường thế, nếu là từ chối, khẳng định bị nàng cho rằng là rụt rè cùng trù nghệ không tin, từng bước ép sát. Soku ghét liền Soku đi. Hạ Vũ đột nhiên hứng thú, lại nói đây là hắn trở thành đầu bếp sau khi, lần thứ nhất cùng người khác Soku chứ. Hệ thống, có nhiệm vụ không có. Ký chủ xin mời đạt được Soku thắng lợi. Hệ thống chỉ là máy móc cố lên trợ uy, Nửa câu sau trả cho hắn dội nước lạnh. Như ghét thất bại, ký chủ trù nghệ đẳng cấp thanh không, xin mời từ đầu đã tới. Đây là cố lên vẫn là uy hiếp bờ. À? Hạ Vũ Thu lại chuyện cười chi sắc, bố trí chính thái độ. Ngươi biết rõ ra ngoài trường Shoukuge quy củ chứ? Nơi này không phải là Totosuki. Hắn hỏi. Đùng. Hoshimiyoko đem mình một sao đầu bếp chứng thực sách, vỗ vào trên quầy. Ngày hôm qua ta vừa mới thông qua sát hạch, đã là Izio cơ cấu một sao đầu bếp có quyền lợi hướng bất kỳ ra ngoài trường đầu bếp phát động Sokuge. Chương 48, Sokuge là trò chơi nguy hiểm. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Tiệm nhỏ đột nhiên ở mạng lưới ACG vòng tròn nóng nảy đứng lên, chỉ sợ cũng hấp dẫn một ít đến từ Mỹ thực giới chú ý ánh mắt. Hojo Miyoko Sokuge khiêu chiến có vẻ hơi đột nhiên, có thể hạ vũ cẩn thận ngẫm lại, liền cảm thấy được đây là một loại tiếng tâm cùng ảnh hưởng thể hiện. Như hạ thị tiệm nhỏ còn giống quá khứ, âm u đầy tử khí, một tháng cũng không thấy khai trương một lần, chỉ sợ Hojo Miyoko vĩnh viễn không cách nào biết hiểu Đông Kinh còn có như thế một nhà Trung Hoa ẩm thực quán ăn. Vì đó, Hojo Miyoko chỉ là mở đầu, tiếp đó, khẳng định còn có càng nhiều đến từ Mỹ thực giới khiêu chiến. Hạ Vũ trong lòng yên lặng làm xong nên tiếp các loại Sokuge khiêu chiến chuẩn bị. Mà trước mắt, trước hết đưa cái này khí thế mạnh mẽ nữ nhân thu phục lại nói. Hạ Vũ không quá yêu thích nàng cặp kia quá mức cường thế ánh mắt. Đây chính là sơ chiến, xét thấy hệ thống tàn khốc thất bại điều kiện, hắn không thua nổi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút liền nói, cần phải báo cho Ijeo chuyên nghiệp Bình Thẩm đoàn có mặt sao? Không cần, đây là lén lút Shokuge, Ijeo Bình Thẩm đoàn lại đây cần thời gian. Miyoko vẫy vẫy tay. Như vậy ghét điều kiện đây. Hạ Vũ hơi hít mắt lại. Ngươi thua rồi, đóng tiệm không tiếp tục kinh doanh một năm. Miyoko lạnh lùng nói, còn có, về sau không cần lại mang theo chính tông Trung Hoa ẩm thực bản hiệu giả danh lừa bịp, nếu không thì ngươi một năm sau một lần nữa khai trương, ta còn sẽ tới trung hoa ẩm thực danh tiếng không cho phép làm bẩn nghe vậy hạ vũ ngạc nhiên trong mắt vẻ lạnh lùng thoáng thu lại chút ở abi rất nhiều trung hoa ẩm thực quán ăn người kinh doanh bao quát người trong nước đều là ở treo đầu dê bán thịt chó những kia bất chính tông trung hoa ẩm thực nói dễ nghe một chút chính là nhập gia tùy tục cách tân nói khó nghe điểm liền là căn bản làm không được chính tông mùi vị mà không nghi ngờ chút nào những kia cách tân trung hoa ẩm thực vặn vẹo ẩm thực nguyên bản mùi vị khiến mọi người đối với trung hoa ẩm thực hình thành kỳ quái ấn tượng Hojo Miyoko có thể như thế giữ gìn Trung Hoa ẩm thực, hiếm thấy có tâm. Yêu ai yêu cả đường đi, Hạ Vũ cũng không có ý định cùng với nàng khó xử, ra cái gì hà khắc sô cu ghét điều kiện. Được. Nếu như ta may mắn thắng, kế tiếp một năm, ngươi chính là ta tiệm nhỏ phụ bếp. Hạ Vũ khóe miệng hơi hơi lên nghiêng. Hắn cùng Nakiri Erina cá cược, điều kiện cùng lần này Sokuget nói chung tương tự. Không có biện pháp, nhà bếp quá thiếu nhân thủ, nhưng phụ bếp lại không thể tùy tiện chiêu, thứ nhất là không yên lòng, đưa tới trù nghệ không tin, ngược lại vướng chân vướng tay, làm lỡ hắn nấu nướng hiệu suất. Thứ hai, nhà bếp vốn là chật hẹp, một tên hoặc hai tên phụ bếp, nhất định phải không thể là người không phận sự, muốn giúp được việc khó khăn. Trên thực tế Hạ Vũ càng yêu chuộng Miêu Cô nhiều một chút. Dù sao Miêu Cô từ nhỏ tiếp thu cha nàng ẩm thực huấn luyện, ở Hojo nhà bếp lớn lên, đối với các loại Trung Hoa ẩm thực đều cực kỳ am hiểu, càng là thân thể cường tráng, bắp thịt xuất chúng, có thể tiếp nhận nam tính đầu bếp cầm muôi, có đủ bếp trưởng tư chất mà tương đối, Nakiri Erina càng thích hợp cao cấp nhà hàng cơm tây nhà bếp, mặc dù cá cực thắng rồi, Hạ Vũ cũng không yên lòng một cái tơ xuân hàng ở nhà bếp mỗi ngày cùng hắn đấu võ mồm đưa khí. Vì đó sao, đối với trận này Sokuge, Hạ Vũ tồn tất thắng chi tâm. Hắn có quá nhiều lý do cần thiết thắng được đến. Một năm phụ bếp sao? Hojo Miyoko chưa thêm suy tư liền đáp ứng, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ tâm, ta đáp ứng rồi. Như vậy Sokuge điều kiện thành lập, đề tài chính là Trung Hoa ẩm thực. Hạ Vũ nói chúng ta từng người ăn thử đối phương đồ ăn, lẫn nhau chấm điểm. Hojo Cô nói. Bởi vì không có chuyên nghiệp bình thẩm đoàn ở đây, Soku điều khoản căn bản là trên đầu môi quân tử ước hẹn. Hạ Vũ đem Hojo Miyoko mang tới nhà bếp. Chỉ chỉ cải tạo lò bếp, có hai cái đại xào nồi, vừa vặn đủ. Lại chỉ chỉ bể bếp, nơi này cũng đủ hai người đồng thời xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn tồn kho ở tủ ướp lạnh bên trong. Hạ Vũ chỉ hướng phía ngoài, hai cái đại tủ ướp lạnh đặt tại nhà bếp ngoài, ở thang lầu. Hojomiko đánh giá một vòng chật hẹp nhà bếp, ngược lại là thoáng thu hồi trong lòng một tia xem thường. Chuyên nghiệp. Mùi gáo chậu cái gì sẽ không nói, trên giá giao bếp, kiểu Trung Quốc, kiểu Nhật cùng kiểu Tây đều có, bếp trưởng đao càng là mỗi thức hai cái, bất quá kiểu Trung Quốc giao bếp nhiều nhất, có cách hình truyền thống đao, có tạo hình kỳ quái chém quốc đao, còn có mấy loại Hojo Miyoko không nhận ra đặc chế đao. Chỉ nhìn đao liền biết nhà bếp có hay không chuyên nghiệp. Đao là đầu bếp quan trọng nhất công cụ, nào đó bếp trưởng ra ngoài du lịch, bình thường sẽ đem mười mấy thanh chính mình yêu chuộng cùng thường dùng đao cụ mang đi. Ở trọng yếu trường hợp, chẳng hạn như Shokuge, bếp trưởng là sẽ không dùng cái khác xa lại đao cụ. Hojo Miyoko cũng dẫn theo chính mình giao bếp, nàng từ bên người màng bao bên trong đem dao bếp lấy ra, giặt sạch thất cùng đao cụ, liền đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. An Nhã, một tiểu nguyệt cùng Morita Maki thừa cơ trượt vào phòng bếp. A Vũ Một tiểu nguyệt chọc chọc hông của hắn, liếc về phía thang lầu đang ở chọn lựa nguyên liệu nấu ăn màu tím thiếu nữ tóc ngắn, mắt lộ ra lo lắng ngươi là muốn cùng với nàng sokuget sao nàng giống như là totosuki học sinh a à. chính là totosuki học sinh hơn nữa còn là xuất sắc nhất một nhóm kia hạ vũ trả lời a à. a à cái gì a à, đối với ta không có tự tin nhưng nàng cũng là ijeo một sao đầu bếp a à, ngươi muốn toàn lực ứng phó mới được một tiểu nguyệt căng thẳng mặt đương nhiên đây là tôn trọng hạ vũ hít một hơi đối với đồng dạng căng thẳng nhìn đến hắn morita maki gật gù xoay người chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đi hojo miyoko ở loại thịt tủ ướp lạnh trước nghỉ chân nàng kéo cầm suy nghĩ thay đổi trước cường thế trở nên thận trọng sokuget là một loại trò chơi rất nguy hiểm nàng không thể thua cũng không muốn thua huống hồ gặp qua hạ thị tiệm nhỏ chuyên nghiệp nhà bếp sau hojo miyoko ẩn ẩn cảm giác mình đá vào tấm sắt rồi vì đó nhất định phải toàn lực ứng phó mới được a à? ầm uhm. muốn định muốn làm cái gì sau khi Hojo trong mắt lại không chần chờ, kéo ra cửa tủ, từ bên trong lấy ra vài miếng chân giò hung khói. Sau đó là trứng gà, dưới cùng cà ri. Nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, không phải cái gì nặng dầu nặng mặn món chính. Hojo Miyoko lấy đi nguyên liệu nấu ăn, vẫn còn không gặp hạ vũ bóng người, không khỏi trong lòng thất vọng lắc đầu một cái. Lúc này còn không quyết định lấy cái gì ẩm thực theo ta đối quyết sao. Trở lại nhà bếp, Hojo Miyoko ngẩn ra. Hắn. Nguyên lai hạ vũ đã ở bệ bếp trước bận rộn, trước mặt giỏ thức ăn bày đã rửa sạch đánh đầy giọt nước rau chân việt thanh gian món ăn còn có một đoạn hành tất cả đều là màu xanh lục so sánh nàng hạ vũ liền chân giò hung khói cái gì đều không có nắm hoàn toàn thức ăn chay hắn muốn làm cái gì món ăn hojo miyoko không nhịn được nghĩ lúc này hạ vũ cũng liếc lại đây thấy trên tay nàng nguyên liệu nấu ăn trứng gà dứa cà ri chân giò hung khói ồ ngươi là muốn làm dứa cà ri cơm rang hojo miyoko nghiêm mặt còn có trả lời nhưng trong lòng có một tia bị nói toạt ra đồ ăn hoảng loạn. Đúng dịp, ta cũng là làm cơm rang. Bất quá không cần lo lắng, tối hôm qua còn lại qua đêm cơm, đầy đủ chúng ta dùng. Hạ Vũ khẽ miễn cười nói. Chương 49, phát sáng bên dưới mạnh nhất đồ ăn. Một bát cách đêm cơm là cơm rang ắt không thể thiếu tài liệu. Nguyên nhân sao, cách đêm cơm lượng nước cơ bản phát huy sạch sẽ, hạt gạo trở nên cứng rắn, ở lật xào lúc càng dễ dàng hạt hạt tản ra, mà không phải dính nhơm nhớp vào thành một cục, như vậy hỏa hầu, điều vị đều rất khó khống chế. Hạ Vũ tùy ý từ trên giá để đao, rút ra một cái kiểu Trung Quốc hình vuông dao bếp. Ngọc vỡ đao ở xử lý rau dưa trường hợp cũng không cần phải lấy ra. Cây đao này là dùng đến xử lý loại thịt nguyên liệu nấu ăn, dùng để cắt rau dưa thuần thục lãng phí, đại tài tiểu dụng. Bang 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 bang. Bệ bếp thất lập tức truyền ra dễ nghe, rất có cảm giác tiết tấu tiếng gõ. Hojo cô đang ở cắt dứa, nàng đem một cái đại dứa bình cắt mà ra, chỉ dùng đến một nửa, nửa kia gác lại ở bên, cũng không cạo da, trực tiếp dùng hẹp dài sắc bén dao bếp ở phần thịt quả mặt ngoài xuống đao soạt soạt soạt, đao ảnh nhằn nhịp khắp nơi bất quá mười mấy giây chỉnh mặt dưới thịt liền đã biến thành to nhỏ ngang nhau thịt băm bị nàng khuynh đảo mà ra chứa ở trong cái mâm sau đó là các chân giò hung khói hojo miyoko thành thạo điêu luyện ở thái rau sau khi không quên đối với bên cạnh hạ vũ tìm kiếm ánh mắt trên mặt nàng viết ngạc nhiên hạ vũ đao pháp thực sự rất đơn giản khó nghe điểm nói giống như là ở qua loa Miệng tay đem rau chân vịt cùng thanh gian món ăn cắt thành đoạn. Bất quá, Hojo Miyoko rất nhanh con ngươi thu nhỏ lại. Hạ vũ xuống đao tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ bàn tay chỉ còn dư lại tàn ảnh, hắn cố ý đem rau chân vịt ngạnh lấy ra đến, chuyên chú vào thái rau ngạnh, đao ảnh giống như mưa rào rơi xuống, nhìn như gấp cáp, mỗi một lần múa đao, nhưng tính được là phi thường tinh chuẩn, không ngừng múa đao tần suất ổn định, mà mỗi lần xuống đao địa phương, đều tập trung vào một vị trí. Giống như cùng ở tuần hoàng đáp lại, quay về một sợi tóc điên cuồng chặt 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 ngơ ngác hojo miyoko chà lau mắt lại đi nhìn hắn trên tấm thất nắm lấy rau chân vịt ngạnh tay ám nắm mồ hôi lạnh chỉ cần xuống đao tiết tấu hơi có lộn xộn đánh trúng thì không phải là rau chân vịt mà là ngón tay hơn nữa nhìn xuống đao tốc độ cùng đao trình độ sắc bén đánh trúng ngón tay thì không phải là vết cắt đơn giản như vậy chẳng biết vì sao hojo miyoko đột nhiên nghĩ đến cha của chính mình cha nàng là hojo rô bếp trưởng ở nấu nướng thời điểm cũng là như vậy thoải mái tự nhiên đáng sợ kiến thức cơ bản còn có làm bếp trưởng kinh nghiệm. Mấy giây, đau ảnh biến mất, Hojo Miyoko trong lòng áp bức cảm giác cũng lặng yên biến mất. Trên tấm thớt là bị cắt đến nhỏ vụn rau chân vịt ngạnh, dường như bỏ vào ẩm thực cơ bên trong đánh nát. Hắn đây là muốn làm gì? Hojo trong mắt hiện lên nồng đậm tò mò. Cơm rang ẩm thực, đem rau dưa cắt đến như thế nhỏ vụn, là muốn đem cơm tất cả nhuộm thành màu xanh lục sao? Hojo lập tức hiểu được đánh nát rau chân vịt ý nghĩa. Nhưng là, làm như vậy đi ra cơm rang, ăn ngon không? trong lòng thẳng lắc đầu. Nghĩ đến một bàn tràn đầy màu xanh lục cơm rang, hiện ở trước mặt mình. Hojo Miyoko chỉ sợ sẽ không động đũa, không có một chút nào khẩu vị. Không cần trứng gà, cũng không cần chân giò hung khói, thậm chí nước tương này chút gia vị đều không có thuần tố cơm rang, mùi vị dù có thế nào cũng không đáng xưng là mỹ vị chứ. Chọn sai đồ ăn a. Ta dứa cà ri cơm rang, ở mùi vị lên liền có thể nghiền ép ngươi. Tầm mắt quay lại bể bếp trước mặt nguyên liệu nấu ăn. Trứng gà, dứa đinh, chân giò hung khói đinh, còn có một khối trạng thái cố định cà ri. Hojo Miyoko toàn bộ lại khôi phục trước cường thế, quét qua mê mang. Người thắng chính là ta. Châm lửa, cũng dầu, đem trứng gà đánh vào trong nồi, mùi ở Hojo Miyoko trong tay giống hệt sắc bén chiến trường vũ khí, trứng gà bị gạt nát đồng thời nhanh chóng trở nên vàng ống, kế tiếp là gia nhập chân giò hung khói đinh lật xào. Hojo Miyoko khoảng cách gần cảm thụ được lò bếp đốt người nhiệt độ, hơi có chút hưởng thụ khẽ nhắm con ngươi. Thời điểm như thế này, nàng chính là ngọn lửa người trưởng khống một tuần nay lại đây, đừng xem hạ vũ trụ nghệ đẳng cấp, chỉ từ LV10 đến LV11, hắn đem phần lớn thời giờ tiêu hao ở trụ thần không gian, không ngày không đêm, nghiên cứu mới thực đơn, đồng thời luyện tập kiến thức cơ bản. Đao công cùng hỏa hầu kiến thức cơ bản thiên phú điểm mát, đạt đến 10 điểm mát trị. Sau đó, chính là kiến thức cơ bản tiến gia chi nhánh cây. Chẳng hạn như xung kích hai sao đầu bếp thành công, hắn liền có thể nắm giữ mảnh ngưu thanh long trảm, cái này tiến giai đao pháp tuyệt kỹ, tiếp tục phân phối thiên phú điểm đến phía trên này còn có hỏa hầu tiến giai kỹ năng, nếu không phải đem danh vọng trị tất cả tiêu hao ở trù thần không gian luyện tập lên, Hạ Vũ hai ngày trước liền hối đoái một bản hỏa công tiến giai sách skill học tập. Hạ Vũ đang ở làm một đạo thập cẩm rau dưa cơm rang. Này đạo ẩm thực ở Trung Hoa tiểu đương gia nguyên tác trong nội dung tác phẩm mặt, có một cái cuồng kéo khốc huyễn danh tự, sao chổi cơm rang. Hắn đương nhiên không có dư thừa danh vọng điểm, ở trù thần cửa hàng đem sao chổi cơm rang, công thức nấu ăn mua lại. Vì đó, hắn chỗ chế biến, nhưng thật ra là bị thiến không phát sáng phiên bản tuần này hạ vũ trong lòng trước sau có một nghi vấn. Không học tập màu xanh lam công thức nấu ăn, mình có thể không thể làm ra phát sáng ẩm thực. Sao chổi cơm rang chính là hắn thí nghiệm hạng mục, đương nhiên, thí nghiệm thất bại, thẳng đến tối hôm qua thoát ly trù thần không gian trước khi ngủ, hạ vũ đều không có làm ra một đạo chân chính phát sáng ẩm thực, mặc dù là nào đó hoàn thành phẩm ở hệ thống nơi đó bắt được 90 phân đánh giá. Bất quá lâu dài thí nghiệm nghiên cứu, để sao chổi cơm rang này đạo ẩm thực, biến thành hạ vũ bây giờ chỗ khống chế, phát sáng ẩm thực lá bài tẩy sát chiêu bên dưới mạnh nhất đồ ăn. Hạ Vũ đưa cho Hojo Miyoko đầy đủ tôn trọng. Lấy ra phát sáng ẩm thực, nghiền ép đến quá lợi hại, đem Hojo Miyoko làm tan vỡ sẽ không tốt. Bất luận như thế nào, sao chổi cơm rang đầy đủ ứng phó trận này ghe. Thái rau sau khi chính là đun nước cùng rắc nước. Ở đựng đầy nước trong nồi để vào một chút dầu cùng muối, đồng thời ở bên cạnh bị thật nhỏ nửa chậu nước đá, Hạ Vũ dùng muôi vớt trang bị đầy đủ các thành đoạn rau chân vịt, thanh gian món ăn, bỏ vào nước nóng bên trong rắc nửa phút trái phải, sau đó nhanh chóng đánh vớt đi ra, quăng vào băng trong bồn hạ nhiệt độ. bước đi này rất then chốt, nước đá hạ nhiệt độ có thể khóa lại rau dưa nước và mỹ vị, để rau dưa không đến nỗi bị mang mang ra ngoài nước sôi tiếng một bước chân canh trở nên khô vàng. rau dưa khống nước sau khi chính là xào. chảo nóng riêu dầu, trước tiên đổ vào một nửa hành thái xào hương, tiếp lấy gia nhập một chén lớn cách đêm cơm, dùng muôi dùng sức đem cơm tẻ xào nát xào tán, biến thành từng viên một. đến tiếp sau trình tự chính là quăng vào băng rau chân vịt chưa, quấy đều lúc này rau chân vịt ngạnh mảnh vỡ cùng cơm tẻ đầy đủ hỗn hợp, trong nồi ẩm thực đã muốn hiện ra nhàn nhạt màu xanh lục. Muối, bột tôm, nấm hương phấn. Bởi vì hai cái đại xào nồi gác ở cùng một cái kệ bếp lên, Hojo Miyoko khoảng cách hạ vũ không quá nửa bước, lật xào động tác hơi lớn, hai người khuỷu tay liền muốn va chạm. Nàng liếc coi quá khứ, thấy hạ vũ đem một vị vị gia vị quăng vào trong nồi, nguyên bản dững dưng như không sắc mặt, đột nhiên thay đổi. Mui một phen, ào ào, gia vị hỗn hợp ở cơm rang bên trong, lần này phản phất hoàn thành ảo thuật thi pháp, một chỉnh nồi màu xanh lục ẩm thực tản mát ra chọc người nứt mũi mùi thơm ngát. Chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, Hojo Miyoko trong mắt liền rõ ràng ra vẻ khó tin. Thân thể nhẹ nhàng. Ngực chảy xuôi ấm áp hơi thở, đó là mùa xuân cùng. Đại địa. Chương 50, phản phát quy chân. Chíp chíp. Từ băng trong bồn mò ra, đồng thời đã khống nước rau dưa, bị hạ vũ một mạch rót vào nóng bỏng xào trong nồi. Mùi ở lật xào, hơn một nửa cái lò bếp bị bốc lên nồng đậm sương trắng bao phủ. Rau dưa độc nhất tươi mát hương vị càng dày đặc, Hojo Miyoko ngơ ngác, cái bụng phát ra kháng nghị ung ục tiếng, lập tức có cảm giác đói bụng. Sao lại thế? Rau dưa mùi vị không phải là bộ dáng này, hắn đến cùng dùng thủ pháp gì kích thích ra loại này mùi vị. Hojo Miyoko trong lòng càng ngập khó mà tin nổi. Cùng với nó yêu thích thanh đạm Nhật Bản người không giống, nàng là cái Trung Hoa ẩm thực đầu bếp, đồ ăn khẩu vị kỳ thực thiên về, dựa theo đạo lý, nàng không có khả năng đối với như vậy một đạo thức ăn chay cơm rang thèm nhỏ giải. Ta hoàn thành. Một cái thanh âm bình tĩnh làm cho nàng thức tỉnh, Hojo Miyoko nhìn đến hạ vũ trang bàn. Từ chảo nóng xuống dầu lật xào, đến ra nồi trang bàn, này đạo cơm rang nấu nướng lúc trường không tới 10 phút. Cơm rang cuối cùng lấy một loại phỉ thúy giống như màu sắc rực rỡ, hiện ra ở Hojo Miyoko trong mắt. Cơm tẻ từng viên một, mỗi hạt đều bị rau chân vịt ngạnh mảnh vỡ băng bó, đã biến thành xanh ngắt chi xanh. Sau đó là lá rau chân vịt cùng thanh gian món ăn, xanh biên biết, trải qua trát nước, lật xào sau khi, rau dưa màu sắc không gặp ám hoàng, trái lại xanh mượt, so với vừa hái xuống thời điểm dáng vẻ còn muốn mới mẻ mê người. Một đạo thập cẩm rau dưa cơm rang mà thôi, vì mùi vị gì có thể làm được mức độ này. Hojo Miyoko đóng lại bếp gas vang, dừng lại nấu nướng, song tay chống bệ bếp lên, cúi đầu suy nghĩ. Lúc này nàng đem trong lòng lời nói nói ra. Muốn biết. Vậy thì ăn ăn xem đi. Hạ Vũ đưa lên giả bộ cơm rang trắng tinh mâm, thuận tay lại đang Hojo Miyoko trong tay lấp đầy một cái sạch sẽ sứ mui. Dãy dụa. Hojo Miyoko cúi đầu nhìn chăm chú gần trong gan tất cơm rang ẩm thực, con ngươi màu tím, dường như chiếu rọi ra một mảnh màu xanh biếc dạt vào nông thôn ruộng đồng. Loại kia bị thiên nhiên vần quanh cảm giác, để Hojo Miyoko ánh mắt nhu hòa hạ xuống, trên người cường khí vì đó một nhược. Nàng tay run run, cái môi mút một ngụm nhỏ cơm rang, đưa vào miệng. A. À. Trong khoảnh khắc, Hojo Miyoko liền phát ra ý tứ hàm xúc không rõ giọng mũi trước mắt nông thôn ruộng đồng phong cảnh, phản phất càng thêm chân thực. Ánh mặt trời chiếu xuống, trần trùng mioko cảm giác cả người ấm áp, loại kia sắp bay đến vũ trụ lung lay mềm mại cảm, làm cho nàng không nhịn được co giò chạy như bay, ở bờ ruộng, ở dòng suối một bên, trơn bóng bàn chân liền đạp ở lầy lội thổ địa bên trong, bùng đất mùi thơm ngát xông vào mũi. Nàng nằm ở mọc khả quan đất trồng rau ở giữa, bị từng chùm rau chân vịt, thanh gian món ăn chen chúc, trong tầm mắt màu xanh lục để người như vậy tâm thần thoải mái. Hojo Miyoko cả người đều buông lỏng, trở về tự nhiên đột nhiên nàng nhìn thấy một cái cưỡi trâu cày điền mà về ẩn sĩ miyoko lên bước qua tên kia ẩn sĩ quay đầu lại nhưng là hạ vũ một khuôn mặt thanh tú đồng thời xông nàng lộ ra điềm tĩnh nụ cười miyoko giật mình tại chỗ trên thực tế chậm rãi đem thức ăn trong miệng nuốt xuống ánh mắt thoáng thanh minh miyoko ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở trước mặt thiếu niên đầu bếp thấp hơn đầu ngơ ngác nhìn chăm chú vào trong cái mâm thập cẩm rau dưa cơm rang giọng nói run rẩy hỏi đây là một đạo hoàn thành độ rất cao ẩm thực tuyệt đối không phải ngẫu hứng tác phẩm có thể nói cho ta biết này đạo ẩm thực tên đồ ăn sao? Tên đồ ăn? Nó gọi sao chổi cơm rang? Hạ Vũ xuề tay nói, trên thực tế, này còn không phải sao chổi cơm rang chung cực hình thái, khoảng cách hoàng mỹ hoàn thành độ, còn cách một đoạn. Sao chổi? Cơm rang? Hojo Miyoko trong mắt hiện lên từng tia một nghi hoặc. Đầy bàn đều xanh thập cẩm rau dưa cơm rang, cùng sao chổi có quan hệ gì? Hạ Vũ quan sát được nàng nghi hoặc, nhúng nhúng vai, không dự định giải thích thêm hắn cũng không thể cùng người khác nói này đạo ẩm thực nhưng thật ra là sẽ sáng lên mà phát sáng thời điểm chỉnh bàn ẩm thực bốc lên u ánh sáng xanh tối như là sao chổi xẹt qua bầu trời như vậy ánh sáng chói mắt không có chính mắt thấy được ngoài miệng giải thích đổi làm hạ vũ chính mình cũng không thể tin được hojo Cô cúi đầu tiếp tục ăn nàng đem mình ẩm thực công tác tạm thời gác lại một bên hết sức chăm chú thưởng thức mỹ vị đồ ăn hướng nàng xào trong nồi liếc đi liếc mắt nhìn hạ vũ âm thầm gật đầu trên thực tế Hojo Miyoko dứa cà ri cơm rang cũng nhanh hoàn thành, đứng ở cuối cùng tung gia vị cùng ngắn mũi lật xào trình tự lên, bất quá, cứ như vậy đem cơm rang bỏ vào trong chảo nóng, không nhất định là chuyện xấu. Nhiệt độ sẽ làm cơm tẻ càng thêm hương sốt, phàm là việc đều có một cái độ. Hạ Vũ cảm thấy Hojo Miyoko lẽ ra có thể nắm chắc trong đó hỏa hầu. Dứa cà ri cơm rang A. Hạ Vũ tiếp lấy cảm khái đứng lên. Dựa theo Sokuget no Suma nguyên tắc nội dung vở kịch, này đào ẩm thực là Hojo Miyoko ở Totosuki kỳ tuyển cử mùa thu lên hiện ra đến sở trường kỹ năng độc đáo, ở một đám soi mói bình thẩm viên nơi đó, bắt được 87 phân, lực ép Yoshino Yuki, tuy rằng cuối cùng lấy một phần kém bị Tadoko Megumi đào thải, nhưng nàng biểu hiện ra ẩm thực thực lực, hoàn toàn không kém hơn ký túc xá cực tinh cái nhóm này thiên tài. Bất quá, này đạo dứa cà ri cơm rang, khoảng cách nàng kỳ tuyển cử mùa thu lên hiện đi ra đạo kia, trên lệch có chút lớn A, hạ vũ trong lòng chà chà nghĩ. Kỳ tuyển cử mùa thu, đó là Totosuki tháng 4 khai giảng đến tháng 9, tháng 10, trong đó khoảng cách nửa năm, Hojo Miyoko từ cấp 2 thăng lên cấp 3 sau, ở nửa năm này trù nghệ nên có tinh tiếng, nàng bây giờ, chỉ có điều miễn cưỡng xem như là Ijeo một sao đầu bếp, quá yếu. Hojo Miyoko đem một đĩa nhỏ cơm rang ăn xong, nhưng sau đó nhìn một cái ẩm thực trong nồi chứa đựng cơm rang, nuốt một ngụm nước bọt, há há mồm đang định lại muốn một cái đĩa, một tiểu nguyệt nhưng xông vào phòng bếp đến, bưng lên ẩm thực nồi liền chạy. Phần này là A Vũ Lưu cho chúng ta, ngươi không muốn suy nghĩ lung tung. Một tiểu nguyệt dùng quốc ngữ kêu lên, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở Trung Hoa ẩm thực tử lâu, cùng không ít tung của khách mời, tung của đầu bếp có tiếp xúc, Hojo Miyoko ngược lại có thể nghe hiểu, gò má không khỏi nổi lên vẻ lúng túng. Không có tiếp tục ăn được đồ ăn, trong ngực ấm áp xuân khí tức chợt biến mất. Hojo Miyoko trong lòng vắng vẻ, nàng nhìn xuống loại này tương phản cùng không khỏe, mở miệng hỏi, này đào ẩm thực, chỉ là dùng đến hành, rau chân vịt cùng thanh gian món ăn sao? Đúng, điều vị vụn tôm cùng vụn nấm hương có thể số lượng vừa phải thả. Hạ vũ cười cợt, vụn tôm cùng mới mẻ rau dưa, là rất tốt phối hợp, có thể để cho rau dưa mùi vị càng thêm mềm mại tươi đẹp. Kỳ thực món ăn này không có gì chi tiết nhỏ, nguyên liệu nấu ăn cũng rất đơn giản, làm nhiều rồi, quen tay hay việc, mùi vị liền không kém đi nơi nào. Không. Sâu sắc nhíu mày, Hojo Miyoko hồi tưởng trước hạ vũ nấu nướng trình tự, chậm rãi nói, ta không cảm thấy đơn giản ẩm thực liền dễ dàng làm. Tương phản, càng là đơn giản ẩm thực, muốn làm ra khó mà tin nổi mùi vị, lại càng khó. Bên trong cung cấp đầu bếp phát huy không gian quá nhỏ. Liền ba loại nguyên liệu nấu ăn chính, cơm tẻ, rau chân vịt cùng thanh gian món ăn, mà hành, vụn tôm cùng vụn nấm hương chỉ là gia vị. Hojo tóm chặt chính mình khóe mắt một đống tóc tím, lẩm bẩm nói, mấu chốt là gia vị. Tình nguyện thiếu một loại, cũng không thể thêm ra không cần thiết đồ vật, như vậy này đạo ẩm thực tự nhiên nhẹ nhàng khoan khoái khẩu vị, cũng sẽ bị làm cho phức tạp. Này đạo ẩm thực áo nghĩa, chính là phản phát quy chân a mùi vị phức tạp lời nói thì tương đương với thất bại